Chủ ôm quyền với nhiếp vân, cũng không nhiều lời một câu, nàng quay người bay về hướng Bách Hoa Tông, chỉ trong chốc lát đã không còn tung tích. Nhiếp vân biết rõ Bách Hoa Tông chủ không thích tham gia náo nhiệt, lập tức không để ý, được lão tổ hoàng thất phong dụ và hoác cương dẫn dắt đi vào trong hoàng cung. Lúc này ba người phong dụ, hoác cương và mạc ngạn thanh biết rõ thực lực chân chính của thiếu niên cho nên không dám có lòng phản kháng. Nương theo đám người nhiếp vân rời khỏi thần phong quảng trường, Hôn lễ triệu gia thanh thế to lớn lấy lão tổ triệu gia và người hầu tử vong toàn bộ, thiếu niên nhất chiến thành danh mà chấm dứt. Các người biết rõ đồ tân trí tôn là người phương nào hay không? Trên đường bay vào trong hoàng cung, nhiếp phân hữu ý vô ý hỏi thăm đám người phong dụ. Trước kia chúng ta không biết đồ tân này, là triệu huân vừa giới thiệu cho chúng ta biết, dường như là người đại lục phù thiên. Phong dụ nói ra, đại lục phù thiên, sắc mặt nhiếp phân ngưng trọng, thế giới này vô cùng rộng lớn, Thần Phong Đế Quốc chỉ là một khu vực vắng vẻ mà thôi, hạch tâm chân chính là Đại Lục Phù Thiên. Đại Lục Phù Thiên nằm ở bờ bên kia của biển cả, nó khác với Thần Phong Đế quốc. Cho dù nồng độ linh khí hay thổ nhưỡng, vì nhiêu không thể so sánh với nhau được. Kiếp trước Thiết Lan Nhi tiến hắn tới thành Thần Phong dưới cơ xuyên xảo hợp, cho nên đi Đại Lục Phù Thiên cũng chính ở nơi đó hắn đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới chí tôn, cũng đạt tới cảnh giới mới. Cũng chính tại nơi này hắn quen sư phụ luyện đan, trở thành nhân vật luyện đan tông sư nếu thật sự là người đại lục phù thiên thì không dễ làm. Đại lục phù thiên ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều vô số kể, nếu quả thật liên lụy tới bọn chúng thì phiền toái không dứt. Cho dù phiền toái thì như thế nào, nhiếp vân ta là người của hai thế giới, cũng chưa sợ qua chuyện gì, chỉ cần nhận định chuyện gì thì ta sẽ đi làm. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhiếp vân bắn ra hào quang sáng ngời. Kiếp trước kiếp này, đường đường huyết ngục ma tôn sợ qua ai? Kiếp trước hắn dám một thân một mình xông vào trong hang ổ yêu tộc, càng đừng nói hiện tại. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất giết ngươi. Thần phong đế quốc tổ chức nghi thức lên ngôi vô cùng đơn giản, nó kết thúc rất nhanh, hoàng thất đế quốc giao toàn bộ thành lạc vỉ và cả sơn mạch đô hoa biến thành lãnh địa của Vân Vương. Trong lãnh địa của Vân Vương có thể tự do mua bán, có thể sản xuất vàng bạc, có thể một mình lập pháp, có tùy ý bãi miễn bổ nhiệm thành chủ lãnh địa, quyền lợi quan viên. Rất nhiều điều khoản thêm vào tương đương lãnh địa của nhiếp vân biến thành quốc gia trong quốc gia đế quốc vì tập quyền, cho dù là vương gia cũng không có lãnh địa, tất cả quyền sở hữu giao cho hoàng thất trưởng quản, hiện tại cho nhiếp vân một quốc gia trong quốc gia, đủ thấy hoàng thất đế quốc hạ tư thái thấp cỡ nào. Nhìn thấy hoàng thất định nọt, nhiếp vân cũng không thèm để ý, sau khi nghi thức lên ngôi kết thúc, lúc này một đại thần tu vi khí tông đỉnh phong dẫn dắt hắn rời khỏi hoàng cung. Chuyện thiên cơ kiếm nằm trong tay của mình, nhiếp vân cũng không có cố ý nhắc tới, dù sao hôm nay gây ra thanh thế lớn như vậy, người bắt phụ mẫu mình nhất định tới điều tra, đến lúc đó lại hành sự theo hoàn cảnh tốt hơn. Vân vương đại nhân, phủ đệ đã chuẩn bị xong, xin vào ở lại. Đại thần dẫn đường ở phía trước, hắn vừa đi vừa cười vừa nói. Chuẩn bị xong, lúc này mới bao nhiêu thời gian chứ? Các ngươi làm việc đúng là nhanh chóng. Nhiếp vân cười cười, từ khi tiến vào hoàng cung tới hiện tại cũng chỉ qua nửa canh giờ, thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị xong phủ đệ của mình, hoàng thất đế quốc đúng là lợi hại. Cũng không phải chuẩn bị sớm, mà là phủ đệ triệu ra lúc trước, hiện tại chỉ đổi tên mà thôi, người hầu, hộ vệ, bệ hạ sợ ngài không thích cho nên không an bài, hiện tại phải thông chi thành lạc vị chắc chắn thuộc hạ của đại nhân từ thành lạc vị sẽ tới trong mấy ngày nữa. chương 237, Khóa Vân Tông, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đại thần vừa cười vừa nói, ân, nghe an bài như thế nhiếp vân gật đầu, hoàng đế xem như rất cẩn thận, biết rõ hắn muốn an bài người nhất định sẽ chọc mình không vui, dứt khoát cứ không an bài, bảo người thông chi thành lạc thủy, thành lạc thủy dương ngạt, phùng tiêu cùng người phủ thành chủ, bọn họ sẽ phái hộ vệ chạy tới vân vương phủ, từ đó xem như hoàn thành việc thủ hạ và hộ vệ. Nhiếp vân, lạc khuynh thành và ba đầu yêu sủng đi vào trong vân vương phủ, nơi này là triệu gia trước kia, vừa tiến vào cửa đã làm ánh mắt mọi người sáng ngời, triệu gia không hổ là tài thần có tiền nhất của đế quốc, phủ đệ to lớn hoa lệ không kém gì so với hoàng cung. Tiến vào trong đó, sau khi tùy ý an bài một chút, nhiếp vân ở lại trong một đại viện. Lạc Khuynh Thành cũng không quay về Bách Hoa Tông, nàng ở lại gần đại viện của hắn, hơn nữa còn có nơi an bài ba yêu sùng. Có thể tiện tay phái tám cường giả khí tông đỉnh phong, lại có thể ra lệnh cho ngươi, chắc hẳn thế lực tông môn của ngươi không yếu. Tiến vào sân nhỏ, nhiếp vân lại bảo Hắc Nham dẫn đồ tân tới gặp. Muốn dò hỏi tin tức trong miệng của ta, nằm mơ. Bản thân đồ tân trí tôn bị trọng thương, dưới sự dày vò tra khảo của Hắc Nham đã hấp hối. Mười vạn tông môn, Trăm vạn giáo phái của đại lục Phù Thiên, chỉ có tám thế lực lớn nhất chấn thủ tám phương của đại lục, không biết. Người thuộc về cái nào trong đó, không để ý tới đối phương, nhiếp vân lên tiếng hỏi. Người, người biết tám đại tông môn, đồ tân biến sắc, đại lục Phù Thiên khoảng cách thần phong đế quốc một biển cả quá rộng lớn, cho dù trí tôn có thể phi hành, không bay 10 năm 8 năm đừng hòng bay qua, phương pháp qua lại duy nhất chính là thượng cổ truyền tống trận, niên đại truyền tống trận quá lâu, chỉ có thể cho phép thực lực dưới trí tôn hậu kỳ thông hành hơn nữa giá trị truyền tống một lần cực cao, cho dù tất cả tài phú của một trí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đủ sử dụng một lần. Cũng bởi vì như thế tin tức giữa đại lục phù thiên và thần phong đế quốc rất bế tắc, gần như không có vãng lai gì cả, người trước mặt biết rõ chuyện tám đại tông môn, ngay cả hoàng thất thần phong đế quốc cũng không biết, thiếu niên trước mắt làm sao biết được. Trên thực tế thực lực bản thân đồ tân chỉ đạt tới trí tôn trung kỳ, cho nên có thể mượn truyền tống trận đi tới nơi đây thực lực trí tôn trung kỳ có thể chiến đấu với cường giả trí tôn đỉnh phong là bởi vì hắn mượn nhờ đại lực đan điền. Chỉ có điều đại lực đan điền mặc dù có thể sinh ra đại lực chi khí trợ giúp gia tăng thực lực rất lớn nhưng năng lực thân thể hắn có thể thừa nhận có hạn, nhiếp vân sử dụng đại lực chi khí có thể làm cho lực lượng thân thể bạo tương gấp 10 lần, hắn nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 2-3 lần là cao, cho nên mặc dù có được đại lực chi khí, gặp gỡ nhiếp vân liên tục sử dụng đại địa chi thế công kích cũng phải thất bại thảm hại. Đương nhiên ta biết rõ tám đại tông môn, Sư phụ ta đã từng là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông, cũng nói rõ tất cả tình huống của Đại Lục Phù Thiên cho ta biết rồi." Nhiếp Vân lại kéo ra hổ, tiếp trước mình sống hơn 300 năm, gần 200 năm đều quanh quẩn trong Đại Lục Phù Thiên, đương nhiên hắn biết rõ lịch sử và chuyện của Đại Lục Phù Thiên, tự nhiên biết rõ chuyện tám đại tông môn, chỉ có điều chuyện này không thể nói ra, đành phải kéo ra hổ kéo sư phụ ra ngoài. Hóa Vân Tông, Vô Thượng Trưởng lão, toàn thân Đồ Tân run rẩy, thân là người Đại Lục Phù Thiên hắn biết rõ hóa vân chính là tông môn mạnh nhất đại lục không có một trong cho dù những năm qua tông chủ và mấy vị vô thượng trường lão thất tung cho nên có chút xuống dốc nhưng nội tình vẫn bày ra đó tuyệt đối không thể khinh thường có thể trở thành vô thượng trưởng lão của tông môn như vậy thực lực nên mạnh bao nhiêu vừa nghĩ tới cũng làm nội tâm người ta lạnh buốt hơn nữa vô thượng trưởng lão chính là sư phụ của thiếu niên trước mắt như thế nào như thế nào thời điểm chấp hành nhiệm vụ hắn không biết tin tức này đương nhiên nếu như không nhờ sư phụ ta, ta làm sao có thể dễ dàng đạt được bảo tàng trong mộ thất lạc khúc, ta lại làm sao có thể còn trẻ như thế đạt tới cảnh giới trí tôn. Dù sao kéo ra hổ không cần tiền, nhiếp vân thuận miệng nói là được. a à, nghe thiếu niên nói như vậy, đồ tân xứng sở sau đó nội tâm của hắn tin tưởng vài phần. Không tới 17 tuổi đạt tới cấp bậc trí tôn, cho dù ở trong đại lục phù vân cũng hiếm thấy, huống chi tại nơi nhỏ như thế này, loại tình huống như vậy hắn nói không có sư phụ cường đại trợ giúp, đánh chết cũng không người nào tin tưởng. Sư phụ ngươi hắn, hắn giúp các ngươi đạt được bảo tàng trong mộ Lạc Khúc. Qua một hồi Đồ Tân nhớ tới cái gì, hắn biến sắc và hỏi thăm. Không sai, hắn đạt được bảo tàng nhưng không cần cái gì cả. A, à, không phải, hắn chỉ cần một thanh kiếm, ta không biết nó có cấp bậc gì, căn bản còn kém Huyền Ngọc kiếm của ta. Nhiếp Vân nói, muốn chuôi kiếm, đồng tử Đồ Tân co rụt lại, "Ân, được rồi, nói với người những chuyện này cũng vô dụng." nhanh nói cho ta biết phụ mẫu ta ở đâu, nói xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi, bằng không thì ta có một trăm loại biện pháp làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thấy tin tức mình nói dối làm cho kẻ này tin tưởng, sắc mặt nhiếp vân cố ý trầm xuống, hắn hử lạnh uy hiếp. Giết ta đi, ta sẽ không nói, đồ tân hất đầu lên, hắc nham, người dẫn hắn xuống trước đi, hảo hảo thu thập, hôm nay ta chiến đấu có điều ngộ ra, muốn bế quan tu luyện, hy vọng thời điểm xuất quan có thể nghe được tin tức mà ta muốn biết tiện tay ném đồ tân về phía hắc nham gần đó, nhiếp vân nhắm mắt lại làm tư thái muốn tu luyện. Hắc hắc, theo ta đi, hắc nham cười nói, bàn tay to lớn nắm lấy cổ đồ tân kéo đi như gà chết, hắc nham mang hắn ra bên ngoài, qua một lát sau lại có tiếng gào thét thê lương vang lên. May mắn con yêu thú chỉ tàn phá ra thịt của ta, cũng không có làm bị thương nội tạng khí quan, nếu không hiện tại ta không thể. Động đậy trong một cái lồng nhỏ, đồ tân nhìn sang hắc nham đang nằm ngủ cách đó không xa, sắc mặt âm trầm bất định chương 238, hai nữ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắc Nham đã từng thống lĩnh rất nhiều yêu thú, thủ đoạn trừng phạt cao minh tầng tầng lớp lớp, từ khi bắt đầu đưa mình vào trong tiểu viện này, hắn đã thừa nhận không dưới 70 loại cực hình, mỗi một loại đều làm người ta thống khổ không chịu nổi nhưng lại không tổn thương nội tạng, cũng không làm cho người ta tử vong. Mặc dù không có tổn thương nội tạng nhưng cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ bị hành hạ tới chết. Nếu như là trước kia ta chết cũng không có gì đáng tiếc, hiện tại biết rõ chuyện sư phụ nhiếp vân thì ta phải truyền tin tức này ra ngoài mới được. Cả đời này hắn đã hiến cho tông môn, có thể chết vì tông môn cũng không có gì, nhưng hiện tại bản thân mình không thể chết được. Tin tức sư phụ nhiếp vân sư phụ là vô thượng trưởng lão hóa vân tông quá mức rung động, hắn phải báo lên trên mới được. Nghĩ biện pháp đào tẩu mới có thể truyền tin tức trở về. Hít sâu một hơi, ánh mắt đồ tân lập lè, cho dù khí hải đan điền bị phá, thực lực biến mất nhưng dù sao đồ tân cũng là đệ tử đại tông môn, thủ đoạn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra biện pháp bỏ trốn. Nó cho rằng thực lực của ta biến mất nên không làm được cái gì, từ đó nhốt ta vào trong lồng sắt khẳng định không cách nào đào tẩu, hừ, cũng quá coi thường đệ tử đại tông môn như ta rồi. Nội tâm hắn hừ lạnh một tiếng, thấy hô hấp của hắc nham càng ngày càng đều đều, dường như đã lâm vào ngủ say, đột nhiên đồ tân nín thở, hai tay của hắn chạm vào khe hở lồng sắt. Khoảng cách giữa hai thanh sắt là 10 tấc, đừng nói một người trưởng thành, cho dù là một đứa bé cũng không thể chui ra được làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là đồ tân nhẹ nhàng biến thành một con cá trơn trượt sau đó chậm rãi vượt qua khoảng cách giữa hai lồng sắt xúc cốt công có thể tự do thao túng các khớp xương trong cơ thể một lần nữa tổ hợp làm cho thân thể mềm mại như thân thể con rắn xúc cốt công chỉ chuyển rời vị trí của các khớp xương cũng không liên lụy tới lực lượng chân khí mặc dù đan điền đồ tân bị nghiền nát cũng có thể thi triển chính là chỗ này dường như đồ tân đã sớm tính toán tốt khoảng cách hắn chuyển rời các khớp xương vừa đúng, hắn đạp vào mặt đất một cái sau đó hắn chui vào một cái lỗ tròn lớn như quả bóng. Triệu phủ là phủ đệ lớn như vậy, vì thuận tiện đường thủy, xây dựng không ít thông đạo dưới đất, hơn nữa những lỗ nhỏ to như quả bóng là thuận tiện bày xuất chất thải xuống, nó chuyển ra ngoài phủ cho nên vô cùng tanh hôi. Lúc này đồ tân không quan tâm mùi thúi, hắn một đầu chui vào bên trong, dọc theo thông đạo này du động tiến lên phía trước. Bản thân mình vào thời điểm toàn thịnh muốn thoát khỏi tay của thiếu niên là chuyện không có khả năng, càng không cần nói thực lực đã biến mất, thông đạo này chính là con đường thoát thân duy nhất. Đồ Tân vừa mới tiến vào thông đạo bài xuất chất thải, hắc nham. Đang ngủ say trong nội viện mở mắt ra, chủ nhân, Đồ Tân đào tẩu, hắc nham truyền âm, cứ để hắn đi thôi, ta đã ra chỉ truy tung chi khí lên người của hắn, không sợ hắn không chạy. Nhiếp vân vui vẻ truyền âm trở về, cố ý nói mình có một sư phụ, sau đó lại thả cho Đồ Tân đào tẩu, tất cả những việc này đều là thiết kế của Nhiếp vân. Loại người như Đồ Tân vừa nhìn chính là tử sĩ được tông môn nuôi dưỡng, đánh chết cũng không bán đứng tổ chức, lãng phí thời gian với hắn còn không bằng lạt mềm buộc chặt. Cố ý nói ra tin tức làm cho hắn rung động, lại làm hắn không kiềm nén được muốn bỏ chạy, lại nghĩ biện pháp truy tung. Dù sao truy tung chi khí ra trì lên người của hắn, mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể tìm hắn trở về, cũng không sợ hắn đào thoát. Một khi hắn đào thoát liên hệ với đồng bọn, chính mình kế tiếp có thể tìm được phụ mẫu, hắn bị ta đánh nát đan điền, chân khí không có, cho dù muốn chạy ra khỏi đế đô cũng cần thời gian rất lâu, trước không đi quản, tiếp tục tu luyện đi. Nhiếp vân biết rõ đối phương muốn chạy đi cần một đoạn thời gian rất dài, chính mình không cần phải vội vã theo dõi, lúc này ngồi tu luyện trong sân, còn chưa bắt đầu đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền vào trong tai. Nhiếp vân, người ngủ chưa? Là giọng nói của Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành đi tới bên cạnh Nhiếp Vân, nhìn thấy hắn không được tập trung, do dự thật lâu liền đi tới. Vẫn chưa, vào đi, nhiếp vân cười nói mở cửa sân ra, ta, người có biện pháp nào cứu phụ thân hay không? Gương mặt lạc khuynh thành trầm thấp, nàng ngồi xuống ghế. Yên tâm đi, ta đang suy nghĩ biện pháp, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Nhiếp vân an ủi một câu, một khi đồ tân chạy đi tìm đồng lõa, chẳng khác nào tìm được manh mối, đến lúc đó tìm được phụ mẫu không thành vấn đề. Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi, Lạc Khuynh Thành thở dài một hơi, nhìn thấy trên mặt thiếu niên mang theo thần thái cô đơn, không biết nghĩ cái gì. Người tìm đám người nhiếp tộc trưởng như vậy, về sau có. Ý định gì, ý định, ta truy cầu thực lực rất cao, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ ngươi thật tốt. Ánh mắt nhiếp vân mang theo kiên định, người nhà là trọng yếu nhất trong nội tâm nhiếp vân, vì có thể bảo hộ bọn họ thật tốt thì án phải hảo hảo tu luyện, từ đó đạt tới cảnh giới rất cao. Truy cầu thực lực á cao, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới. Lạc Khuynh Thành sững sờ, đang muốn nói tiếp đột nhiên nghe âm thanh của Phong Lang Vương từ bên ngoài vọng vào. "Chủ nhân, Thiết Lan tiểu thư cầu kiến bên ngoài." "Thiết Lan, để cho nàng đi vào." Nhiếp Vân cười nói, chỉ chốc lát cửa viện mở ra, một nữ hài mặc áo giáp nhỏ nhắn xinh xắn với dáng người gợi cảm đi vào. "Nhiếp Vân, hôm nay ngươi liên tục đánh bại năm tên cường giả chí tôn, đúng là lợi hại nha." Còn chưa gặp mặt thì tiếng cười nói của nữ hài đã ngân vang như chuông bạc, Tính cách của Thiết Lan trái ngược với Lạc Huynh Thành, ngay thẳng hào phóng, có cái gì thì nói cái đó. Nhiếp vân vị này chính là, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp không thua gì mình đi tới, Lạc Huynh Thành đứng lên. Ta là Thiết Lan, là con gái đoàn trưởng Thiết Nham dòng binh đoàn. Thiết Lan cũng nhìn thấy Lạc Huynh Thành, ánh mắt lóe sáng sau đó tươi cười tự giới thiệu. chương 239, Thích Khách Công Hội, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người chính là Lạc Huynh Thành A, hôm nay ta mới được gặp. Mặt, thật sự xinh đẹp không chê vào đâu được, khó trách triệu hưng phổ lưu luyến ngươi như vậy, không phải ngươi sẽ không cưới thê tử. Thiết Lan vừa cười vừa nói, triệu hưng phổ đã chết, ta cũng chưa từng gả cho hắn. Lạc khuynh thành thản nhiên nói, ha ha, thật xấu hổ, ta nói sai, triệu hưng phổ là vật gì, làm sao có thể so với nhiếp vân chứ, với thực lực của nhiếp vân, ngươi không muốn gả cho triệu hưng phổ là bình thường. Thiết Lan vuốt mái tóc, nàng tươi cười đầy hàn ý. Ngươi, Lạc Khuynh Thành nhíu mày nói như vậy chẳng khác nào nói mình đứng núi này trông núi nọ xem ai thực lực mạnh thì gả cho ai xem mình thành người nào ách nhìn thấy hai nữ vừa gặp mặt đã bộc phát khói thuốc súng mười phần nói chuyện không lưu tình chút nào nhiếp vân gãi gãi đầu dường như hắn cảm thấy có phiền toái to lớn thành lạc thủy phủ thành chủ đột nhiên thành chủ mất tích sự vật thành lạc thủy liền tạm thời do dương ngạn và phùng tiêu hai vị tộc trưởng quản lý tuy hai người này tuổi còn trẻ nhưng là thế hệ sát phạt quả quyết hơn nữa nhiếp phân lưu lại tiền tài đã giúp bọn họ nắm giữ đại bộ phận lực lượng của thành lạc thủy khống chế đại bộ phận lực lượng của thành lạc hơn nữa dương gia phùng gia hai đại gia tộc chiếm cứ ưu thế dựa theo đạo lý đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng hiện tại hai người dương ngạn và phùng tiêu đang ngồi nhắm mắt trong đại điện nghị sự của phủ thành chủ hai đội trưởng hộ vệ đội thành nam và thành tây đồng thời đầu nhập vào lạc nam thành hiện tại thành lạc nam thành tế bắc thành hà sơn thành chủ tám đại thành nhị lưu đồng thời gây áp lực một khi xử lý không tốt, đừng nói chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, dương ra và phùng ra có giữ được hay không còn khó mà nói được. Phùng tiêu xoa xoa mi tâm, hắn nhìn tấm bản đồ trước mặt và nói. Trên bản đồ vị trí trung tâm nhất chính là thành lạc thủy, chung quanh có 8 mũi tên chỉ thẳng vào, mỗi một cái nhắm vào chính là thành thị không kém thành lạc thủy bao nhiêu. Thành chủ thành chủ lạc đột nhiên mất tích, từ đó thành lạc thủy xuất hiện hỗn loạn, 8 thành thị nhị lưu chung quanh thành lạc thủy đồng thời tiến quân tới, ý định phân một ít chỗ tốt, bởi vì chuyện như vậy hai người dương ngạn và phùng tiêu muốn thống nhất thành lạc thủy là chuyện phi thường khó khăn. Tuy giới hạn trong mệnh lệnh của đế quốc, bọn họ không dám hiển nhiên phái binh tới nhưng uy hiếp quấy rối và ngáng chân không phải không có. Khư, thành lạc nam lại muốn mở miệng đòi ba ức ngân lược, ba kiện binh khí vương tộc hạ phẩm, một tấm da phong lang phơi khô. Đúng là công phu sư tử ngoạc, dương ngạn cầm lấy một tấm danh sách trên bàn sau đó nện mạnh vào mặt bàn. Trên bàn có tới 8 phần danh sách, chính là tám thành chủ dùng lệnh tiến cấp bách đưa tới, mỗi một phần đều viết rõ ngân lượng và lễ vật. Thành Lạc Nam rất tốt, người xem thành Hà Sơn, 200 viên yêu hạch thành cương cảnh, 3.000 con yêu thú thành cương cảnh. Quả thật khinh người quá đáng, nếu như chúng ta có 3.000 đầu yêu thú thành cương cảnh, chỉ sợ thành Hà Sơn của bọn chúng cũng bị diệt rồi. Phùng Tiêu cũng cầm lấy một tấm danh sách, nội tâm vô cùng căm phẫn. Được rồi, thật sự không được thì chúng ta xử lý thôi, ta đã phái người liên hệ, tin tưởng không lâu sau sẽ có kết quả. Sương Ngạn vươn tay xé nát tám tấm danh sách thành bụi phấn, trong ánh mắt mang theo hào quang hung ác. "Ngươi nói là thích khách công hội?" Phùng Tiêu cau mày, "Không sai, ta đã liên hệ người thích khách công hội, đám người thành chủ thành Lạc Nam bởi vì giới hạn quy định của đế quốc cho nên không dám tới, chúng ta chỉ cần lôi Đình Vạn Quân, dùng thủ đoạn ám sát giết sạch toàn bộ sứ giả của bọn chúng, trong thời gian ngắn sẽ làm thành Lạc thủy thống nhất bền chắc như thép, bọn chúng cũng không thể bày cho gì." dương ngạn nói ra thành chủ tám tòa thành phái sứ giả tới những người này đều có thực lực binh giáp cảnh loại thực lực này tại thành thị nhị lưu xem như thực lực đỉnh phong đồng thời tới cũng mang tới áp lực lớn lên đám người dương ngạn thích khách công hội là tổ chức trong bóng tối nó rất giống dòng binh đoàn chuyên môn chấp hành ám sát và làm các việc trong bóng tối khác chỉ cần ngươi có thể trả đủ tiền bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi định của dương ngạn rất đơn giản không phải đám sứ giả này uy hiếp hay sao chỉ cần mời người đồng thời giết chết trong thời gian ngắn cả thành lạc thủy thống nhất bền chắc như thép cho dù bọn chúng muốn ra tay cũng cố kỵ suy nghĩ một phen hơn nữa đồng thời thông qua hành động giết chóc tỏ rõ quyết tâm của bản thân cũng làm đối phương sinh lòng kiêng kỵ thích khách công hội ta nghe nói danh tiếng không tốt lắm chúng ta phải cẩn thận một ít mặc dù phùng tiêu không quá đồng ý với kiến nghị của dương ngạn nhưng hắn cũng không phản đối danh tiếng không tốt tiểu tử thích khách hiệp hội chúng ta già trẻ không gạt tại sao lại nói danh tiếng không tốt lời còn chưa dứt Lúc này có một tiếng cười mang theo u ám vang lên, đồng thời ba bóng người chậm rãi xuất hiện trong biệt. Nói chuyện là lão giả năm 60 tuổi, toàn thân sinh ra khí thức trầm ổn ngưng trọng, vừa nhìn đã biết là nhân vật đạt tới khí tông, hai thanh niên còn lại đều là cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong. Chắc hẳn vị này chính là thích khách công hội Lê Nam Tẩu, tại Hạ Dương Ngạn. Nhìn thấy ba người này đi tới, đôi mắt Dương Ngạn sáng lên. Thích khách am hiểu ẩn nấp, ám sát, một khí tông và hai binh giáp cảnh đỉnh phong ra tay, thực lực này ám sát 20 binh giáp cảnh không phải vấn đề. Không sai, chính là ta. Lê Nam Tẩu thấy Dương Ngạn nhận ra mình, hắn cười ha hả vuốt tròm dâu. Lê Nam Tẩu tiền bối, hôm nay chúng ta mời người tới chính là muốn các người động thủ giết vài người, đây là tiền thuê. Dương Ngạn thấy hắn thừa nhận, hắn móc một sấp ngân phiếu trong ngực áo ra. Những ngân phiếu này một tấm một vạn lượng, nó chừng năm 60 tấm. Thích khách công hội và dòng binh đoàn đồng dạng, giữ tiền làm việc, ám sát mỗ cấp bậc, đều có minh xác báo giá, ám sát vũ khí cảnh người cũng tự một vạn lượng đến ngươi vạn lượng không đều. Chẳng phải giết mấy binh giáp cảnh sao, đơn giản nhưng số tiền này còn thiếu. Lê Nam tẩu tiện tay kéo một cái ghế và ngồi xuống, nhìn Dương Ngạn đưa ngân phiếu qua, hắn nói một câu. chương 240, tin giữ một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiếu, ta biết rõ giá cả thích khách công hội của các ngươi, binh giáp cảnh sơ kỳ một vạn lượng, trung kỳ ba vạn lượng, hậu kỳ 6 vạn lượng, đỉnh phong 10 vạn. Hiện tại chúng ta muốn các người giết 4 tên binh giáp cảnh trung kỳ, ba hậu kỳ, một đỉnh phong, dựa theo giá cả cũng không quá đáng 40 vạn, nơi này là 60 vạn lượng, tại sao còn thiếu? Dương ngạn nhướng mày, ha ha, người nói là giá cả trước kia của chúng ta, hiện tại đã tăng giá rồi. Lê Nam Tẩu cười lạnh, hắn nói chuyện quỷ dị không nói thành lời. Tăng giá, tăng bao nhiêu, Dương ngạn cũng muốn nghe tăng giá bao nhiêu, một binh giáp cảnh sơ kỳ một triệu lược, trung kỳ 3 triệu lược, hậu kỳ 6 triệu lược, đỉnh phong 10 triệu. Lê Nam Tẩu nói như vượn gầm, cái gì, binh giáp cảnh sơ kỳ 100 vạn, ta thấy các ngươi không có ý định hợp tác, nghe giá cả như thế dương ngạn đứng lên, cho dù giết người chướng giá cũng không có lý gì tăng giá trăm lần, Lê Nam Tẩu nói như vậy hiển nhiên không muốn hợp tác. Không sai, chúng ta căn bản không có ý định hợp tác, hắc hắc, động thủ. Nghe được Dương Ngạn chất vấn, Lê Nam cười âm hiểm sau đó lên tiếng. Âm ầm ầm, hắn nói chuyện với ngữ khí đông cứng, hai binh giáp cảnh bên cạnh ra tay, này vừa ra tay thật giống như độc xà xuất động, đạo hàn khí rét lạnh thấu xương đâm vào cổ họng hai người Dương Ngạn và Phùng Tiêu. Các ngươi, thích khách động thủ với ký chủ là Phạm Tối Kỵ, Dương Ngạn, Phùng Tiêu căn bản không nghĩ tới bọn chúng làm thế, bọn họ hét lớn sau đó tránh thoát đòn hiểm, vừa định lui về phía sau thì nhìn thấy trước mặt có bàn tay đánh tới. Lê Nam tẩu động thủ, bành, Hai người đồng thời phun máu tươi, ngay cả trí tôn phù lục còn chưa sử dụng đã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể pháp. Nhúc nhích, hư, hai thứ không biết chết, mảng các ngươi đã sớm có người mua rồi, còn muốn hợp tác với chúng ta, đã muộn. Liếc mắt nhìn thấy hai người nằm đó không nhúc nhích, Lê Nam Tẩu hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng lên, hô, thật vất vả đều đi rồi. Thành lạc thủy xảy ra chuyện nhưng nhiếp vân cũng không biết, lúc này hắn may mắn khi hai người lạc khuynh thành và thiết lan rời khỏi tiểu viện của mình. Mặc dù hai nữ rất không tệ, bình thường cũng rất hiểu lễ phép và đạo nghĩa nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã đối chọi gay gắt, dường như bọn họ có thù với nhau từ trước, hắn đứng ở giữa không biết nên nói thế nào cho phải. Tính toán, nếu nghĩ không ra thì không nghĩa nữa, tốt nhất nên quen thuộc đại lực đan điền A. Đại lực đan điền sinh ra đại lực chi khí có thể kích thích thân thể, lại giúp người sở hữu nó bộc phát lực lượng cường đại trong thời gian ngắn, từ đó sinh ra uy lực cực lớn nhưng cũng có tai hại không nhỏ. Đầu tiên là lực lượng thân thể không thừa nhận nổi, cưỡng ép sử dụng đại lực chi khí nếu không thể giết người còn có thể làm thân thể bản thân sụp đổ, trong nháy mắt biến thành phế vật. Giống như động cơ xe máy, người không nên dùng nó lái phi cơ, đừng nói không thể thành công, chỉ sợ vừa vận hành đã báo hỏng triệt để Tai hại thứ hai là tiêu hao lực lượng thân thể quá lớn. Một người có bao nhiêu lực lượng cơ bản đều là có hạt, đột nhiên. bộc phát lực lượng cường đại, tương đương tiêu hao thực lực toàn thân của mình, thân thể sẽ lâm vào suy yếu hai đại tai hại này với ta mà nói không có gì lớn cả. Hiểu rõ hai đại tai hại của đại lực chi khí, nhiếp phân mỉm cười thản nhiên không quan tâm. Loại tai hại này với kẻ khác mà nói là tai hại thật sự rất chí mạng, nhất là điều thứ hai nếu không đánh chết người khác, chính mình lâm vào thời kỳ suy yếu không thể tiếp tục đánh giết nữa. Chí mạng với những người khác nhưng đối với nhiếp phân mà nói nó không phải là chuyện gì. Linh tê luyện thể quyết đạt tới tầng thứ ba, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, cho dù dốc sức liều mạng sử dụng đại lực chi khí cũng không làm thân thể sụp đổ, tự nhiên không cần lo lắng điều thứ nhất. Về phần điều thứ hai, khí hải lại mở rộng, chân khí hùng hậu hơn người cung cấp rất nhiều, chuyện lâm vào thời kỳ suy yếu sẽ không xảy ra. Chính bởi vì có thể liên tục sử dụng đại lực chi khí, thực lực của nhiếp vân cũng mạnh hơn đồ tân quá nhiều. Trên thực tế nếu như đồ tân ngay từ đầu có phương pháp luyện thể tốt, số lượng chân khí dự trữ cũng hùng hậu, mặc dù nhiếp vân có thể bằng vào đại địa chi thế muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy tu luyện ba ngày liên tục chắc hẳn đồ tân cũng chạy tới đế đô rồi cũng nên đi ra ngoài đứng dậy hai mắt nhiếp vân bắn ra hào quang sáng ngời tu luyện không năm tháng làm cho hắn không cảm giác được thời gian trôi qua lần này nhiếp vân chỉ nghiên cứu đặc thù của đại lực đan điền nhưng thời gian đã trôi qua ba ngày tu luyện ba ngày dựa vào hiểu biết về đại lực đan điền hắn cũng vận dụng đại lực chi khí thuần thục hơn không ít tuy lực lượng đơn thuần không tiêu hao quá nhiều nhưng giao thủ với người khác lại gia tăng thực lực không ít thời gian ba ngày chắc hẳn đồ tân cũng tìm được đồng lõa với mình dựa vào truy tung chi khí cảm ứng đối phương đã dừng lại không di động nữa nếu hắn dừng lại cũng nên động thủ rồi chủ nhân hoàng đế đế quốc bệ hạ đang ở ngoài cửa và muốn gặp ngài hắn muốn dựa theo cảm ứng đi tìm đồ tân đột nhiên ngoài tiểu viện có tiếng của phong lang vương vọng vào hoàng đế bệ hạ lúc này hắn tới đây làm gì hiện tại nhiếp vân là vương gia nhưng hoàng đế đế quốc bệ hạ cũng không dám lãnh đạm đối mặt với thần tử khác cơ bản đều là ra lệnh triệu hoán đi hoàng cung yết kiến bệ hạ mà bệ hạ tự mình đến vân vương phủ bái kiến hắn đây có thể nói là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong thần phong đế quốc mặc dù như vậy đại thần thần phong đế quốc cũng không dám nói cái gì không phải trái lại còn cảm thấy đế quốc bệ hạ làm như thế là đương nhiên siêu cấp cường giả có thể đánh thắng lão tổ hoàng thất liên thủ với người khác cho dù ngươi là hoàng đế thì phải làm thế nào đây hoàng đế cũng chỉ là người thế tục, trước mặt cường giả lại không dám lãnh đạm. Dường như là chuyện thành lạc thủy, Phong Lang Vương nói, chuyện thành lạc thủy, chẳng lẽ đám người dương ngạn đi tới đây rồi. Nhiếp vân vỗ chán một cái, mấy ngày qua hắn tu luyện tới mức hồ đồ rồi, trước kia hoàng thất đế quốc chuyên môn phái người đi người trong thành lạc thủy tiếp quản sự vụ trong vân vương phủ, chính mình ngay từ đầu tu luyện cho nên quên đi chuyện này. Chương 241, tin giữ một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, hiện tại đã qua ba ngày có lẽ bọn họ cũng tìm được đám người dương ngạn phùng tiêu nhớ tới dương ngạn phùng tiêu trên mặt nhiếp vân vui vẻ nhàn nhạt phùng tiêu chính là người giao hảo với mình kiếp trước dương ngạn lại là hảo huynh đệ hai đời của mình kiếp trước hắn vẫn chiếu cố chính mình càng vì mình mà phản kháng gia tộc bị chặt mất một cánh tay phần ân tình này kiếp trước không thể báo đáp kiếp này rốt cuộc cũng có cơ hội hiện tại bài vị của mẫu thân bình an tiến vào tổ lâm dương gia bản thân lại trở thành tộc trưởng dương gia Mặc dù mình cũng báp đáp không ít nhưng so với hắn trả giá vì mình lúc trước còn chưa đủ. Mình bây giờ thành vân vương, lại có quyền lợi quản lý thành trấn trong phạm vi lãnh địa, chờ hắn đi tới mình sẽ cho hắn quản lý một thành thị, cũng trở thành thành chủ. Gia hỏa này làm việc lỗ mãng, để hắn làm thành chủ có thể ít làm việc bậy bạ. Nhớ tới tính cách thô cạch cầu thả của Dương Ngạn khó trị, ngẫm lại bộ dáng sau khi hắn lên làm thành chủ, nhiếp vân liền không. Nhịn được cười lớn, nếu hắn sắp làm thành chủ, như vậy phải tìm tham mưu cho hắn, nếu không chắc chắn cả tòa thành sẽ đại loạn. Kỳ thật Phùng Tiêu cũng không tệ, hai người bọn họ quản lý sự vụ giúp ta, ta chuyên tâm tu luyện là tốt rồi. Tiếp xúc Phùng Tiêu muộn, thậm chí một lần hắn còn bị yêu nhân phụ thể qua nhưng Nhiếp Vân rất thưởng thức năng lực của đối phương. Sau này mình nhất định sẽ tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn, một khi cứu đám người phụ thân ra ngoài cũng cần chiếu cố, trong những người mình biết thì Phùng Tiêu chính là người đáng tin cậy. Trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, nhiếp vân bước ra khỏi nơi tu luyện và tiến vào trong đại sảnh. Hoàng đế đế quốc bệ hạ phải tới gặp mình, cũng không thể để người ta chờ đợi ở ngoài cửa được, khẳng định đã bị phong lang vương an bài tới đại điện nghị sự. Quả nhiên sau khi đi vào trong đại điện nghị sự đã nhìn thấy hoàng đế đế quốc ngồi ở ghế khách quý, sau lưng có bảy tám hộ vệ đi cùng. Vân vương, hoàng đế đứng dậy chào hỏi nhiếp vân, đây chính là vân vương, dường như còn trẻ như trong truyền thuyết, trẻ tuổi như vậy đã có thực lực như thế, quá cường đại. Rất nhiều hộ vệ sau lưng hoàng đế mới lần đầu gặp mặt Nhiếp Vân, thấy rõ bộ dạng thiếu niên cũng có cảm giác bối rối không nhỏ. Có thể trở thành hộ vệ hoàng đế cũng đều là cao thủ, tự nhiên biết rõ trong cơ thể thiếu niên trẻ tuổi trước mặt ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. "Ân, đám người Dương Ngạn đâu rồi?" Nhìn một vòng cũng không nhìn thấy Dương Ngạn, Phùng Tiêu chẳng biết tại sao Nhiếp Vân lại sinh ra dự cảm không tốt cho nên hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm. "Dương Ngạn, hoàng đế bệ hạ nghe thiếu niên hỏi ngay việc này." sắc mặt của hắn lúc này biến thành khó coi. Vân Vương, người trước đừng có gấp, hôm nay ta tới nơi này chính là muốn nói với người việc này. Ân, nghe hắn nói như vậy, nội tâm của nhiếp vân chấn động mạnh. Ba ngày trước ta phái người đi thông báo với hai người dương ngạn, phùng tiêu tới nơi đây, kết quả người đến thành lạc thủy lại phát hiện hai người này đã. Chết rồi, hoàng đế bệ hạ lên tiếng, cái gì, nhiếp vân chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung ầm ầm. lúc này hắn tiến lên phía trước một bước, trên người hắn sinh ra khí thức lăng lệ ác liệt phóng thẳng lên trời giống như hỏa diễm bốc cháy hừng hực bảo hộ bệ hạ nhìn thấy khí thế thiếu niên phát ra các hộ vệ liên tục giật mình đồng loạt đứng trước mặt bệ hạ và tạo thành bức tường người những hộ vệ này chỉ có thực lực cấp bậc khí tông phối hợp không pháp cao cấp vũ kỹ binh khí cho nên sức chiến đấu của mỗi người không thể xem thường cút cho dù sức chiến đấu của bọn họ không thể khinh thường nhưng đối với nhiếp vân mà nói không tính là cái gì hắn lập tức quát lớn Oanh, 78 hộ vệ bị tiếng quát lớn của hắn đẩy lui về phía sau, trong đó người có thực lực thấp nhất sắc mặt đỏ bừng giống như uống say, thân thể hắn lắc lư lảo đảo mất xỉu trên mặt đất. Chỉ một tiếng quát đã có thể bước tám khí tông lui về phía sau, một hôn mê. Loại thực lực này làm hoàng đế bệ hạ hoảng sợ biến sắc. Loại thực lực này đã vượt qua phạm trù nhân loại có thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải những người như bọn họ có thể chống cự. Đều lui lại cho ta, hoàng đế không hổ là hoàng đế, biết rõ những người này có ngăn cản cũng vô dụng, ngược lại gia tăng tức giận của đối phương cho nên bảo bọn họ lui về phía sau. Vâng, các hộ vệ hơi do dự một lúc nhưng vẫn nghe lệnh lùi về phía sau. Trước kia có nghe nói qua thiếu niên trước mặt rất lợi hại nhưng không có nhìn tận mắt cho nên không quá tin tưởng, hiện tại mới hiểu được thiếu niên này giống như một ngọn núi lớn không phải những người như bọn họ có thể vượt qua, cho dù có thêm 100 người cũng như thế. Vân Vương, ta biết rõ Dương Ngạn và Phùng Tiêu là bằng hữu của ngươi nhưng sự thật chính là như vậy, xin nén bi thương. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, nén bi thương, hít sâu một hơi, nhiếp phân áp chế sao động trong nội ta. A, à. tiếp trước thần hữu của chính mình đều chết đi, vốn tưởng rằng sau khi sống lại có thể cải biến kết cục này, không nghĩ tới phụ mẫu tỷ đệ trước bị người bắt đi, hiện tại dương ngạn, phùng tiêu lại bị giết chết. Nếu như ngay cả khi ta trọng sinh cũng không có tác dụng, không thể bảo hộ thần hiếu trọng sinh còn có ý nghĩa gì? Tự trách, hối hận, là ai giết bọn họ? hắn cắn chặt môi cố nén run rẩy nhiếp vân lạnh lùng hỏi thi thể của bọn họ cũng không nguyên vẹn nhưng xem chàng diện tê tê ranh đấu hẳn là yêu nhân gây ra hoàng đế bệ hạ nói yêu nhân ta muốn nghe kỹ càng chuyện đã diễn ra nhiếp vân cau mày trên người hắn sinh ra cương phong quét qua chung quanh bàn ghế trên đại sảnh biến thành bột mịn vâng ta chuyên môn phái người nghe ngóng mấy ngày trước hai người dương ngạn và phùng tiêu đang chỉnh đốn trật tự thành lạc thủy nhưng chẳng biết tại sao lại phát sinh mâu thuẫn với người yêu tộc yêu tộc phái cường giả ra tay cho nên chém giết bọn họ, cũng mang thi thể đi, chỉ lưu lại dấu vết chiến đấu nhưng không tìm được thứ gì khác. Hoàng đế bệ hạ nói ra, cường giả yêu tộc, sát khí của nhiếp vân sôi trào, xương ngạn và phùng tiêu chỉnh đốn thành lạc thủy là chuyện do mình phân phó, hắn biết rất rõ ràng, không phải yêu nhân trong thành lạc thủy đã bị giết sạch rồi sao? Tại sao còn có yêu nhân xuất hiện? mươi 242, âm mưu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, Ngươi nói là thật, Nhiếp Vân nhìn về phía Hoàng đế Bệ hạ. "Vâng," cảm nhận được ánh mắt như gao găm của đối phương, Hoàng đế đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. "Yêu tộc, yêu nhân." Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, hắn nhìn chằm chằm Hoàng đế Bệ hạ. "Nếu ta biết ngươi nói dối, ta lật tung cả hoàng cung, ngươi cũng phải chết không chỗ chôn." "Đúng, đúng." Hoàng đế Bệ hạ không tự chủ được run rẩy vài lần. "Phong Lang Vương, quay lại thành Lạc thủy, uy hiếp hoàng đế xong, thân thể Nhiếp Vân nhanh chóng bay ra." khỏi đại điện, chỉ trong nháy mắt hắn cưỡi phong lang vương và mang theo hai yêu sủng rời khỏi vân vương phủ. Hành tung của phụ mẫu cho dù tìm được đồ tân cũng chưa chắc có thể tra ra được, cho nên trước đó nên đi tới thành lạc thủy điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Ngạn và Phùng Tiêu. Chẳng biết tại sao nhiếp vân thủy vẫn cảm thấy Dương Ngạn và Phùng Tiêu chết phi thường cổ quái, cảm thấy trong tối tăm có chuyện gì đó đang nhắm vào mình. Hô, thật đáng sợ, nhìn thiếu niên phi hành rời đi, hoàng đế bệ hạ lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, hắn thở ra một hơi, lúc này hắn nhìn thanh niên hộ vệ sau lưng và nói. Đại nhân, người bảo ta nói thì ta đã nói, người bảo ta làm thì ta cũng làm, lừa gạt nhiếp vân như vậy, một khi bị phát hiện thì ta. Hộ vệ này nhìn như chừng 30 tuổi, thực lực cũng chỉ là khí tông trung kỳ, hắn lại có thể nói chuyện với hoàng đế bệ hạ vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, yên tâm đi, sau lưng chúng ta có di thiên tông chống lưng, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Thanh niên hộ vệ cười lạnh một tiếng, bàn tay của hắn đảo qua gương mặt của mình hắn biến thành bộ dáng của người khác khi thức toàn thân từ khí tông trung kỳ biến thành trí tôn đỉnh phong trí tôn đỉnh phong ngụy trang thành hộ vệ nhiếp vân lại không nhận ra đủ thấy thực lực của hắn đáng sợ hắn hắn chính là tên điên thực hy vọng ta lựa chọn là đúng nhớ tới thiếu niên đáng sợ sắc mặt hoàng đế bệ hạ lúc đỏ lúc trắng và thở dài hắn cũng không có biện pháp cho dù ai làm hoàng đế cũng không Hy vọng trong quốc gia của mình xuất hiện cường giả vượt qua tầm khống chế của mình, hiện tại Nhiếp Vân chính là người này, hắn đừng nói khống chế, ngay cả đắc tội cũng không dám đắc tội. Nếu không thể khống chế thì cứ hủy diệt hắn đi. Vừa vặn thời điểm này người Di Thiên Tông tìm tới, hoàng đế bệ hạ dựa theo lời của bọn họ nói là được. Nói như vậy hắn không biết mình lừa gạt thanh niên đáng sợ kia là đúng hay sai, hắn hiện tại cũng không phân rõ. Ha ha, người cứ yên tâm đi, Thanh Lạc Thủy đã bị chúng ta an bài tốt tất cả manh mối đều biểu hiện Dương Ngạn và Phùng Tiêu là bị yêu nhân giết chết, hơn nữa là yêu nhân trong tử Quỳnh Sơn Mạch. Thanh niên hộ vệ cười hắc hắc, dường như hắn rất tự tin với kế hoạch của mình. Tử Quỳnh Sơn Mạch cũng giống lưỡng giới Sơn, đều là một trong ba căn cứ của yêu tộc trên đại lục, hơn nữa nó rộng hơn lưỡng giới Sơn, yêu nhân đông hơn nữa. Nếu như nói yêu nhân tử Quỳnh Sơn Mạch chính là dòng suối nhỏ thì yêu nhân tử Quỳnh Sơn Mạch chính là biển cả. Cả hai căn bản không thể so sánh, yên nhân lưỡng giới Sơn, thần phong đế quốc chẳng muốn xuất binh thảo phạt, mà yêu nhân tử Quỳnh Sơn Mạch, cho dù hoàng thất thần phong đế quốc có thêm 10 lá gan cũng không dám thảo phạt. Bởi vì cường giả quá nhiều, nếu không phải các đế quốc trên đại lục liên thủ ngăn cản, chỉ sợ những yêu nhân này đã trinh phạt cả đại lục thành sân nhà của mình. Mang manh mối dẫn lên người yêu nhân tử Quỳnh Sơn Mạch, rất hiển nhiên có ý định để nhiếp vân đi đồng quy vô tận với đám yêu nhân này. Chỉ mong có thể gạt hắn, bằng không chẳng những vị trí của ta khó giữ, phong ra chúng ta cũng xong đời nhớ tới thiếu niên tàn nhẫn hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng cho dù quân cờ này đúng hay sai chính mình chỉ có thể đi tới yên tâm đi chúng ta đã xếp đặt thiết kế tốt chỉ sợ hắn còn chưa trở thành thành lạc vì cũng đã bị yêu nhân cản đường hắc hắc thanh niên hộ vệ tươi cười trong mắt của hắn bắn ra hào quang âm mưu dường như tất cả đều nằm trong tầm tay của hắn nhiếp vân nhất định sẽ mắc lừa chủ nhân nếu như dương nạn thiếu gia và phùng tiêu thiếu gia thật sự là bị yêu nhân giết chết thì lần này có phiền toái không chung, Phong Lang Vương vừa phi hành vừa nói. Không sai, trên đại lục tổng cộng có ba căn cứ yêu tộc, Lưỡng Giới Sơn, Huyền Âm Sơn và Tử Quỳnh Sơn Mạch. Trong đó yêu tộc Lưỡng Giới Sơn là ít nhất, Tử Quỳnh Sơn Mạch nhiều nhất. Hắc Nham cũng gật gật đầu, Lưỡng Giới Sơn chỉ có hai cường giả trí tôn, hơn nữa thực lực cũng không cao, Huyền Âm Sơn có được 37 cường giả trí tôn. Tuy không biết trong Tử Quỳnh Sơn Mạch có bao nhiêu trí tôn nhưng nghe nói cao thủ đứng đầu yêu nhân là Tử Quỳnh Hoàng đã siêu việt cấp bậc trí tôn. Tử đồng hình như biết rõ rất nhiều, nó gật đầu nói. Siêu Việt cấp bậc trí tôn, chẳng lẽ đã tới đoạt thiên tạo hóa cảnh, nội tâm nhiếp vân chấn động không nhỏ, khí hải cửu trọng thiên, một tầng khó hơn một tầng, đạt tới trí tôn cấp đỉnh phong muốn đột phá tiếp chính là đoạt thiên tạo hóa bí cảnh. Đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, không chỉ giúp gia tăng thọ nguyên rất nhiều, kết cấu thân thể cũng cải biến về chất, thực lực sâu không lường được. Đã từng có người nói qua, không đến đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cho dù là trí tôn đỉnh phong cũng không khác gì con sâu cái kiến. Tiếp trước nhiếp vân đã từng đạt tới cảnh giới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, tự nhiên biết rõ lời này là đúng, đoạt thiên tạo hóa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, bản thân đã siêu thoát phạm chủ nhân loại, chân khí cũng có biến hóa về chất hình thành thủ pháp đặc thù. Chân khí và pháp lực căn bản không thể so sánh được, chẳng khác gì bùn nhãn và vàng, cho dù là một chút vàng cũng không phải bùn nhão có thể so sánh. Nếu như dùng tượng lực để so sánh, cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh kém cỏi nhất cũng có lực lượng ít nhất một vạn tượng. Hiện tại nhiếp phân mặc dù thi triển đại lực đan điền, tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra 550 tượng lực đại lực đan điền chỉ có thể gia tăng thực lực thân thể gấp 10 lần, không thể gia tăng lực lượng chân khí, lực lượng thân thể nhiếp phân là 50 tượng lực, gia tăng lực lượng gấp 10 lần là 500, tăng thêm lực lượng chân khí là 50, vừa vặn 550 trước mặt cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh hắn. Không khác gì con sâu cái kiến chương 243, Thế cục đại lục, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu tin tức của tử đồng là thật, chỉ sợ thực lực tử Quỳnh Sơn Mạch rất đáng sợ. Ta cũng không biết nhưng tin tức ta biết rõ đúng là như thế. Tử đồng vẫy vẫy cái đuôi, nếu như tử Quỳnh Sơn Mạch thực sự có cao thủ như thế, vì sao yêu tộc bị đánh bại? Vào kiếp trước, mình ở thần phong đế quốc không bao lâu liền lọt vào hãm hại, cơ duyên xảo hợp đến đại lục Phù Thiên, bởi vậy hắn không không quá rõ địa vị của thần phong đế quốc trên đại lục này, hơn nữa cũng không rõ yêu tộc mạnh thế nào. Không rõ nhưng hắn biết rõ thần phong đế quốc bộc phát đại chiến với yêu tộc vào trăm năm trước, lúc ấy thành công đánh đuổi yêu tộc ra khỏi đế quốc, nếu như yêu nhân tử Quỳnh Sơn mạnh mạnh như vậy, chỉ sợ những trí tôn của các đế quốc không thể ngăn cản nổi. Thần phong đế quốc vị trí là một trong bảy đế quốc của đại lục, thần phong đế quốc chỉ là nơi nhỏ nhất, trong đó lớn nhất là thần thánh đế quốc, Nghe nói bọn họ có siêu cấp cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh." Phong Lang Vương nói ra, "Thần Thánh Đế quốc, Nhiếp Vân nghĩ tới ở kiếp trước, mình cũng biết rõ đế quốc này chỉ có điều không có tiếp xúc và không đi qua. Thực lực chỉnh thể của bảy đại đế quốc liên hợp còn cường đại hơn yêu nhân tử quỳnh sơn mạch rất nhiều, cho nên những yêu nhân này chỉ có thể ngồi trong sơn mạch mà không dám ra ngoài." Phong Lang Vương nói tiếp, "Dường như ba đại yêu sủng rất rõ ràng thế cục đại lục hiện tại, chúng lập tức phân tích cũng khó trách, mỗi một con trong ba yêu sủng đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, càng có vô số thuộc hạ, bọn chúng biết rõ tình thế đại lục vô cùng rõ ràng. Tử Quỳnh Sơn mạch cách chúng ta không dưới vài chục vạn dặm, cho dù chúng ta phi hành không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào, thực lực dương ngạn thiếu ra và phùng tiêu thiếu ra chắc chắn không thể đắc tội chúng. Tử Đồng nói ra, tuy nó nói rất hàm súc nhưng nhiếp vân cũng nghe hiểu, đúng thế, tuy hai người dương ngạn và phùng tiêu chỉ có tu vi binh giáp cảnh, loại thực lực này trong mắt đối phương còn không đủ nhìn, không có khả năng cách xa như vậy chạy tới chém giết hai người bọn họ. Chỉ hy vọng như thế, biết rõ tử đồng nói rất có đạo lý, chẳng biết tại sao nội tâm nhiếp vân hơi chân động. Nếu như yêu nhân tử Quỳnh Sơn Mạch biết rõ đám người dương ngạn từng tiến vào lạc khúc mộ thì sao? Tiến vào lạc khúc mộ thì khẳng định biết rõ tin tức thiên cơ kiếm, tuy hiện tại nhiếp vân còn không biết chuôi thiên cơ kiếm này có chỗ lợi gì nhưng từ việc thế lực vô danh bắt lấy phụ mẫu của hắn là biết rõ thứ này khẳng định không đơn giản ít nhất liên lụy bí mật tuyệt đối không ít hơn tử hoa ngọc ấn. Cho dù có phải là yêu nhân động thủ hay không, chúng ta phải về thành lạc thủy tìm hiểu mới tính sau. Hít sâu một hơi, nhiếp vân áp chế vội vàng sao động trong nội tâm và lên tiếng. Nguyên nhân dương ngạn và phùng tiêu tử vong là hoàng đế đế quốc nói, nhiếp vân cũng không tín nhiệm bản thân đế hoàng hoàng đế, tự nhiên cũng không cho rằng sự thật cũng như vậy. Cho dù là nguyên nhân gì, tất cả phải trở về thành lạc thủy dò xét một phen nói sau. Vâng. Lũ yêu sủng đồng thời ứng một tiếng, một người ba thú cấp tốc bay về hướng thành lạc thủy. Oanh, vào lúc đang phi hành phía trước có hào quang chói mắt xuất hiện, xuất hiện đột ngột trước mặt một người ba thú và sau đó nổ tung. Đạo hào quang này xuất hiện mang theo lực lượng chấn nhiếp tâm thần, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng cả không gian, nhanh chóng lan ra ngoài tạo thành năng lượng phong bạo cản đường. Cẩn thận, cảm nhận lực lượng bộc phát đột ngột, đồng tử nhiếp vân co rụt lại, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau, Huyền Ngọc Chi Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, một chiêu đại địa chi thế chém thẳng về phía trước. Âm âm, đại địa chi thế bộc phát hình thành vách tường bao phủ hắn và ba yêu sủng vào trong, cũng ngăn cản công kích ra bên ngoài. Người nào, ngăn cản công kích, ánh mắt nhiếp phân ngưng tụ nhìn vào sơn mạch trước mặt. Khắc khắc, chiêu số không tệ, có thể ở tuổi này có thực lực như thế đúng là nhân tài, cho dù nhân tài cũng phải chết. Lúc này từ xa có tiếng cười giữ tợn vang lên thân ảnh sáu xuất hiện trên không trung và ngăn cản trước mặt nhiếp vân. Yêu nhân, yêu nhân cấp trí tôn, nhìn thấy sáu người này, đồng tử nhiếp vân co rụt lại. Sáu người này này là yêu nhân cấp trí tôn, hơn nữa mỗi yêu nhân đều là trí tôn đỉnh phong. Từ lúc nào thần phong đế quốc lại có yêu nhân thực lực cường đại như thế? Hình thái của yêu nhân hoàn toàn khác với nhân loại, có được rất nhiều bí pháp, yêu nhân đồng cấp có thực lực vượt xa nhân loại, đột nhiên có nhiều yêu nhân xuất hiện như thế, hơn nữa mỗi một yêu nhân đều là trí tôn đỉnh phong, cho dù mình có được ba đại yêu sủng thì sợ rằng hôm nay cũng không có kết quả tốt. Khắc khắc, ánh mắt coi như không sai, ánh mắt tốt cũng vô dụng, giao thiên cơ kiếm ra đây, bằng không người phải chết. Gương mặt yêu nhân cầm đầu có gương mặt xanh đen, khóe miệng của hắn mở ra để lộ hàm răng sáng bóng, hắn cười nhưng ánh mắt đầy sát khí. Thiên cơ kiếm, nghe được yêu nhân cười nói như thế, đồng tử nhiếp phân co rụt lại. Kết quả suy nghĩ sâu nhất cũng chứng thực, quả nhiên bọn chúng đều biết chuyện thiên cơ kiếm. Nhưng đám yêu nhân này là yêu nhân nơi nào, huyền âm sơn hay vẫn là tử quỳnh sơn mạch, các ngươi là người của nơi này, nơi này là thần phong đế quốc, không phải là nơi yêu tộc các ngươi hung hăng càn. Sau khi áp chế khiếp sợ trong nội tâm xuống, nhiếp vân nhìn chầm chầm vào sáu yêu nhân trước mặt, ánh mắt lạnh lùng không thôi. Ngươi cũng biết của thần phong đế quốc mà không phải thần thánh đế quốc A. Khắc khắc, cho dù chúng ta giết ngươi thì cũng không ai dám nói cái gì. Tên yêu nhân cầm đầu cười nói, bàn tay của hắn đẩy về phía trước, lúc này yêu vân đầy trời sinh ra. Yêu vân mang theo khí thức tanh hôi khó chịu, hơi dính lên mặt đất đã làm hoa cỏ héo rũ và phát ra âm thanh xèo xèo, cành hoa tàn lui, cành lá khô héo, nơi yêu vân bao phủ biến thành tử vực không còn vật sống. Âm mai độc khí, ngươi là người âm mai yêu tộc, bàn tay của hắn kết thành trường ấn và đánh tan yêu vân trước mặt, trong mắt nhiếp vân mang theo sát khí đáng sợ. chương 244, âm mai yêu tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong yêu nhân cũng có rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc khống chế một loại đại đạo pháp tác vô cùng cường đại, âm mai. Yêu tộc chính là một trong số đó, tu luyện âm mai độc khí kịch độc vô cùng, lúc đạt tới cao thâm có thể độc chết siêu cấp cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh dễ như trở bàn tay. Lúc ở kiếp trước, chính mình bởi vì dính phải âm mai độc khí cho nên công lực tiêu tán, lúc này mới bị đám người di thiên tông chủ, phong dụ thừa cơ đánh thành trọng thương, khi đó hắn liên lụy thiết lan, làm cho thiết nham dòng binh đoàn bị diệt. Độc này ẩn chứa trí lý độc đạo, cho dù cường giả trí tôn đỉnh phong chân chính cũng khó có thể ngăn cản nhưng nhiếp vân cũng không sợ hãi. Trong lòng hắn kiếp trước may mắn chạy thoát cho nên nghiên cứu loại độc này thấu triệt, nếu như không phải như vậy thì không còn sống để có được danh xưng huyết ngục ma tôn, chỉ sợ hắn đã không còn cặn bã lưu lại trên đời. Cho nên đối với người khác sợ hãi âm mai độc khí và tránh còn không kịp bị hắn đánh một trường tiêu trừ. Người có quan hệ gì với tông chủ Di Thiên Tông? Hắn tiến lên phía trước một bước, nhiếp vân nhìn chằm chằm vào yêu nhân trước mặt, hắn lên tiếng hỏi. Tiếp trước Di Thiên Tông chủ đã vận dụng loại độc khí này làm mình trúng chiêu, nếu như nói hắn không biết đám yêu nhân này, đánh chết nhiếp vân sẽ không tin tưởng. Ân, ngươi nói cái gì? Di Thiên Tông chủ làm sao quen biết ta được? Yêu nhân cầm đầu biến sắc, hắn lập tức cười lạnh chối đầy đẩy, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra âm mai yêu khí lần nào cũng có tác dụng của mình lại không còn tác dụng với thiếu niên trước mặt. Không biết, ta sẽ đánh cho ngươi biết, kiếp trước nếu như không phải loại này vẻ lo lắng yêu khí, chính mình tự cũng không trúng chiêu, bản thân bị trọng thương. Nếu không bị thương hắn cũng không liên lụy tới thiết lan trúng độc, hơn nữa cũng không làm nàng hết bao nhiêu khuất nhục và bị tra tấn mà chết. Nghĩ đến những nhân quả kiếp trước, sát ý trong lòng nhiếp vân sôi trào, hắn cầm huyền ngọc chi kiếm trong tay, hắn sử dụng đại địa chi thế chém thẳng vào tên yêu nhân cầm đầu âm âm trong nháy mắt đại địa chi thế bộc phát khí lãng hình cây roi nó đánh vào trong không khí sinh ra tiếng giết chói tai tiểu tử nếu như chỉ có chút thủ đoạn này thì hôm nay người phải chết không nghi ngờ âm mai chi thuẫn nhìn thấy nhiếp vân công kích yêu nhân cầm đầu cười lạnh xem thường quỷ trảo như xương khô của hắn đánh về phía trước yêu khí thanh hôi ngưng tụ trước mặt và hình thành một tấm thuẫn hình tròn tấm thuẫn như hóa thành thực chất mặt ngoài như than trì phía trên có đủ loại hoa văn vắt ngang và xoay tròn trong không trung, nó vô cùng chắc chắn, cho dù là binh khí thượng phẩm của hoàng tộc đâm vào cũng không thể đâm phá phòng ngự của nó. Đinh, quyền Ngọc chi kiếm ẩn chứa đại địa chi thế đâm thẳng vào âm mai chi thuẫn, trên không trung sinh ra âm thanh giao kích làm lỗ tai kêu ông ông vì tiếng động quá lớn. Chút công kích của ngươi với ta mà nói không tính là cái gì cả, cho nên ngươi ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây để ta khỏi phí công động thủ. Tâm chắn ngăn cản đại địa chi thế của Nhiếp Vân, yêu nhân cầm đầu hưng phấn cười vang, đang định vào lúc thiếu niên lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh sông tới đánh bại đối phương, đột nhiên sắc mặt của hắn đỏ lên, trong nháy mắt run rẩy như cầy sấy. Đây, đây là có chuyện gì, tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế? Bành, tiếng thét chói tai còn chưa dứt thì tấm chân phát ra tiếng nổ mạnh, đồng thời thân thể to lớn của hắn bay đi như quả bóng, hơn nữa bay xa và nện thẳng vào mặt đất. Phốc, yêu nhân phun ra một ngụm máu tươi, Vừa rồi nhiếp vân thi triển đại địa chi thế chỉ là ngụy trang, lực lượng chính thức chính là đại lực chi khí, yêu nhân cầm đầu nhất thời không có phát hiện nên bị một chiêu vừa rồi đánh bị thương nặng. Kỳ thật thực lực của yêu nhân này còn mạnh hơn bách hoa tông chủ vài phần, hơn nữa âm mai độc khí tán giật chung quanh, cho dù nhiếp vân có đại lực đan điền vô cùng lợi hại, nếu muốn đánh thắng cũng cần mấy trăm chiêu mới có thể. Chung quanh còn có năm tên yêu nhân cấp bậc chí tôn thủ hộ, nếu muốn dùng mấy trăm chiêu đánh bại yêu nhân này là chuyện không có khả năng. Lại nói chân khí của mình chỉ đủ đánh ra 10 chiêu đại địa chi thế, cho nên nhiếp vân cố ý giấu rốt, đầu tiên sử dụng lực lượng đại địa chi thế sau đó âm thầm thi triển đại lực chi khí, thừa dịp đối phương không phòng bị một kích đánh lén thành công. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, là người của hai thế giới, nhiếp vân nhìn trẻ tuổi nhưng thực tế hắn là lão ngoan đồng, yêu nhân này. Làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Động thủ, một chiêu đắc thủ, nhiếp vân căn bản không cho phép đối phương có cơ hội xoay người, phân phó ba đại yêu sùng, bản thân hắn hóa thành đạo kiếm quang sáng người bay thẳng vào mặt đất a à, người cũng dám làm tổn thương ta hôm nay người phải chết yêu nhân cầm đầu chúng một chiêu đánh lén của nhiếp vân nên thương thế rất nặng hắn dẫy dụa bò ra khỏi mặt đất sau đó ánh mắt của hắn như phun ra lửa và gào thét dữ dội hắn đạt tới cấp bậc trí tôn lại là hạch tâm của âm mai yêu tộc hắn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế toàn thân như sắp sụp đổ vào lúc này hắn phát hiện thiếu niên xông về phía mình hư không để ý tới hắn gào thét nhiếp vân cầm huyền ngọc chi kiếm chém xuống lần nữa âm ầm, lần này hắn thi triển toàn bộ lực lượng đại lực chi khí phối hợp chân khí lực lượng 550 tượng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa nện thẳng vào đối thủ lạch cạch giữa bả vai của yêu nhân rơi xuống thân thể ngã xuống và cắm đầu vào mặt đất nếu như trước đó hắn không bị thương còn có thể tránh thoát một kích này hiện tại bị thương hơn nữa nhiếp vân sử dụng toàn lực công kích cho nên hắn không phải đối thủ chỉ trong nháy mắt hắn bị đánh bịa biến thành một đống bùn nhão các ngươi cũng xuống đây cho ta. Giải quyết yêu nhân cầm đầu, nhiếp phân ngẩng đầu lên, lúc này ba yêu sủng phong lang vương đang chiến đấu khí thế hừng hực với năm tên yêu nhân. Thực lực của những yêu nhân này không kém đám hoác cương bao nhiêu, tuy chúng có 5 người nhưng không có khả năng thắng ba yêu sủng trong thời gian ngắn. Nhiếp phân cũng không quản khi gió thực lực của bọn chúng như thế nào, dù sao đã động thủ thì cũng không nói nhảm, cổ tay của hắn. Chấn động, hắn phân một đạo kiếm khí thành phần chém thẳng vào năm con yêu nhân trên cao chương 245, trở lại thành lạc thủy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, năm âm thanh rơi xuống vang lên, năm đại yêu nhân cấp trí tôn bị một kiếm của hắn nện thẳng vào mặt đất, chúng cũng giống như thủ lĩnh của mình, thân thể hãm xuống mặt đất giống như đang nướng bánh thịt. Tu luyện ba ngày cho nên nhiếp phân phối hợp đại lực chi khí và chân khí càng ngày càng ăn ý, sức chiến đấu tăng trưởng không. Chỉ một lần, nếu đổi lại gặp sáu yêu nhân vào ba ngày trước có lẽ. Thật khó có thể ngăn cản, hiện tại hắn dùng không tới một phút là có thể đánh bại hoàn toàn. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân hắn vô cùng hiểu rõ âm mai độc khí, bằng không ngay từ đầu chúng độc khí thì công lực biến mất, đừng nói đánh bại, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu rồi. Tại sao các người biết tin tức thiên cơ kiếm, có phải phụ mẫu của ta bị các người bắt đúng không? Sau khi đánh bại sáu yêu nhân, nhiếp phân thả người đi tới trước mặt yêu nhân cầm đầu, huyền ngọc chi kiếm chỉ thẳng vào đối phương. Nếu những người này đã biết rõ tin tức thiên cơ kiếm nhưng không phải chung bọn với đám người bắt phụ mẫu hắn nhưng cũng khẳng định có quan hệ với nhau, hơn nữa bản thân mình vừa rời khỏi đế đô đã bị đánh lén, rất hiển nhiên đối phương rất hiểu hành tung của bản thân, cẩn thận hỏi thăm có lẽ có thể hỏi ra chuyện gì đó. Tự bảo, nghe được câu hỏi, đột nhiên yêu nhân cầm đầu cười gian, thân thể của hắn bành trướng, vô số âm mai yêu khí hội tụ sau đó nổ tung đáng sợ. Hỏng bét, đồng tử nhiếp phân co rụt lại, khí tông tự bảo, cho dù là cường giả trí tôn sơ kỳ cũng phải chết, trung kỳ tự bảo thì mình có thể ngăn cản, yêu nhân tự bảo lại đầy độc khí khó có thể khống chế, hơi không cẩn thận nhiễm độc khí chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lui, biết rõ tình cảnh nguy cơ, hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhiếp phân biến thành hào quang và bỏ chạy thật nhanh, chỉ trong nháy. Mắt hắn đã thoát ra khỏi địa phương vừa rồi, oanh, thân thể hắn hơi dừng lại nhìn khu vực nổ tung trước mặt, yêu tộc cầm đầu tự bạo san bằng sơn mạch trước mặt đạt tới cấp bậc trí tôn, thực lực đã vượt qua phạm trù bình thường quá nhiều, uy lực tự bạo vô cùng to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. những yêu nhân này chắc chắn tới từ tử quỳnh sơn mạch, nếu không tuyệt đối không thể nào làm ra hành động thấy chết không sờn như thế. nhìn phía tích trước mặt của mình, nhiếp vân cao mày suy nghĩ. yêu nhân cầu đầu có thực lực trí tôn đỉnh phong, loại thực lực này cho dù đi tới nơi nào cũng trở thành quan to một phương, mà bây giờ nói chết thì chết, không chút do so dự, rất hiển nhiên sau lưng có dược thế lực cường đại hơn nhiều mà hắn chỉ là tử sĩ, có thể làm cho cường giả trí tôn đỉnh phong cam tâm tình nguyện trở thành tử sĩ cũng chỉ có yêu nhân đoạt thiên tạo hóa bí cảnh mới có tư cách như vậy. Tử Quỳnh Sơn Mạch, Đại Lục Phù Thiên, Di Thiên Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này hắn không ngừng nhớ lại phán đoán của bản thân một chút, nhiếp phân càng ngày càng cảm thấy mê hoặc. Trước kia bắt lấy đồ tân trí tôn là vì biết rõ phụ mẫu của mình bị bọn chúng bắt giữ, có lẽ có quan hệ với thế lực lớn trên đại lục phù thiên, tại sao lại liên lụy tới yêu nhân phải biết rằng Đại Lục Phù Thiên có 8 đại tông môn, mỗi một cái đều là chính phái, là lãnh tụ tinh thần của nhân loại chiến đấu với yêu tộc nhiều năm, tại sao lại có thể bắt tay với yêu tộc chứ? Nhưng nếu không phải hợp tác với yêu tộc, tại sao yêu nhân Tử Quỳnh Sơn mạch lại biết trong tay của mình có được Thiên Cơ kiếm? Làm sao biết được hành tung của mình, trùng hợp mai phục ở đây sao? Xem ra chuyện này không đơn giản như ta tưởng tượng, xoa xoa mi tâm, nhiếp phân thở dài một tiếng, phụ mẫu mất tích, Dương Ngạn Phùng Tiêu bị giết, yêu nhân, đại lục phù thiên. Những việc này chắc chắn có quan hệ với nhau, chỉ có điều khẳng định nó càng phức tạp hơn suy nghĩ của mình rất nhiều. Quay trở lại thành lạc thủy nhìn kỹ hắn nói, nhìn phía tích trên mặt đất, nhiếp vân lắc đầu, hắn lại ngồi lên lưng phong lang vương, một người ba thú nhanh chóng bay thẳng về phía thành lạc thủy. Uy lực yêu nhân cầm đầu tự bạo quá lớn, ngay cả năm yêu nhân thủ hạ cũng tan thành mây khói, hắn hiện tại đang xoắn suýt rất nhiều, còn không bằng quay lại thành lạc thủy nhìn xem có lẽ có thể tìm được đầu mối mới thời điểm nhiếp vân rời đi không lâu một con yêu thú to lớn bay tới không trung phế tích đại nhân nhiếp vân lại có thể chém giết sáu cao thủ yêu nhân vậy phải làm sao bây giờ hoàng đế đế quốc trên lưng yêu thú mặt vàng như nến nhìn cái hố cháy đen trên mặt đất giọng nói của hắn run run hắn từ nhỏ tiếp nhận đế vương giáo dục và bồi dưỡng ý chí đã sớm cứng rắn như sắt thép xử sự, sự không sợ hãi hiện tại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, thực lực khủng bố chấn nhiếp làm tâm thần của hắn hoảng hốt. Tiểu tử này thậm chí còn không sợ âm mai độc khí ảnh hưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh niên hộ vệ đứng trên lưng yêu thú nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã nhìn rõ toàn bộ quá trình chiến đấu trong cuộc chiến vừa rồi. Đại nhân, hiện tại hắn đã phát hiện ra gì đó, một khi trở lại tìm xui, chúng ta. Hoàng đế đế quốc sốt ruột nói ra, tìm xui, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này rất lợi hại nhưng với ta mà nói không có gì. Nếu không phải kiên kỵ sư phụ hắn, ta sớm ra tay giết hắn rồi. Thanh niên hộ vệ tùy ý khoát khoát tay, vẻ mặt mang theo biểu lộ không cho là đúng. Đại nhân nói như vậy ta cũng yên tâm, nhìn thấy vẻ mặt chấn định của thanh niên hộ vệ, hoàng đế đế quốc thở ra một hơi. Tuy hắn không biết thực lực của thanh niên hộ vệ nhưng thấy qua lão tổ phong dụ chiến đấu với hắn, lúc ấy lão tổ toàn lực tiến công nhưng bị hắn dùng một ngón tay phá vỡ và đánh thành trọng thương cùng là cường giả trí tôn nhưng khác biệt quá lớn. Yên tâm đi, người đến lúc đó cứ làm theo lời ta nói là được, nếu hắn dám động thủ ra tay với ngươi, ta sẽ uy hiếp hắn. Thanh niên hộ vệ cười nhạt nói một câu, không biết hoàng đế đế quốc và thanh niên hộ vệ đang âm thầm. Tính toán sau lưng mình, nhiếp vân một đường bay nhanh trở lại thành lạc thủy. Nhiếp vân thiếu ra vung tay lên, phong dụ, mặc ngạn thanh, là thiên ba đại trí tôn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám nói một câu lúc đi vào thành phố lớn ngõ nhỏ không ngừng bàn tán chiến tích của mình ở đế đô ngày đó. chương 246, Máu nhuộm lạc thủy hạ thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngày đó đại chiến năm đại trí tôn trên quảng trường, lực ảnh hưởng của nó thật sự quá lớn, chỉ qua ba ngày ngắn ngủi nhưng người trong thành lạc thủy đã biết rõ toàn bộ. Như thế nào không tin, ngày đó ta ở đế đô trông thấy, thành lạc thủy xuất hiện cường giả tuyệt thế, hơn nữa chỉ có 16-17 tuổi, người ở địa phương nhỏ tràn ngập tự hào, bọn họ hớn hở khoe khoang khắp bốn phía. Ân, người nhìn người kia có ba con yêu thú đi theo phía sau. Đột nhiên có người chú ý tới tổ hợp nhiếp vân đi vào thành. Là nhiếp vân thiếu gia, không sai, chính là nhiếp vân thiếu gia, hắn lại quay trở về. Bây giờ không phải là nhiếp vân thiếu gia, là vân vương đại nhân. Ta lại nhìn thấy vân vương đại nhân, về sau trương lão tứ sẽ không dám chê cười ta nữa. Nhìn thấy thân ảnh thiếu niên chậm rãi đi tới, người chung quanh xôn xao, các biểu lộ sùng bái, hưng phấn đều có. Nhiếp Vân đại chiến tại đế đô chưa qua bao lâu nhưng tin tức truyền đi quá nhanh, hiện tại hắn trở thành thần tượng của người trẻ tuổi trong thần phong đế quốc, mỗi người đều tự hào khi được gặp hắn. Có danh tiếng quá lớn cũng không tốt, sớm biết như vậy có lẽ nên hóa trang một chút. Nhìn thấy mình bê ến thành tiêu điểm của mọi người, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi có danh tiếng cũng phiền toái, ít nhất tự do bị hạn chế nhiếp vân dẫn theo ba đại yêu thú tạm thời rời khỏi thành lạc thủy hắn bắt đầu hóa trang mới thật không dễ dàng thoát khỏi ánh mắt sùng bái của mọi người thuận lợi trở lại phủ đệ nhiếp gia phủ đệ nhiếp gia vẫn không có gì khác với lúc trước sau khi nhìn một vòng liền đi tới phủ thành chủ ân quả nhiên là dấu vết yêu nhân lưu lại tiến vào phủ thành chủ nhìn dấu vết trên mặt đất đôi mắt nhiếp vân híp lại căn cứ vào dấu vết lưu lại xác thực là nhân loại và yêu nhân chiến đấu mới có thể lưu lại chẳng lẽ hai người Dương Ngạn và Phùng Tiêu thật sự bị yêu nhân giết hay sao? Tiếp trước Dương Ngạn vì mình cho nên mất đi cánh tay, đến nỗi yêu nhân tiến công không thể bỏ chạy ra ngoài, việc này đã trở thành chuyện hắn ăn năn suốt đời, kiếp này hắn muốn nghĩ cách đền bù nhưng không ngờ. Cho dù hai người này có thật đã chết hay không, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Ai giết thì hắn sẽ tìm ra, cũng làm gia tộc hoặc thế lực đó hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Hắn chậm rãi tìm kiếm trong phủ thành chủ một vòng, Trừ một ít dấu vết chiến đấu thì không có gì lưu lại người nào thời điểm nhiếp vân tìm tòi không có kết quả và có ý định rời khỏi nơi đây đột nhiên cách đó không xa có tiếng thét to vang lên một đội binh sĩ mở cửa đi vào người là người nào nơi này là phủ thành chủ tư sông phủ thành chủ chính là tử tội đội trưởng đi đầu mặc khôi giáp màu đen xông vào trên mặt mang theo thần thái vinh mặt hất hàm xem thường ánh mắt lạnh lùng nhìn nhiếp vân khôi giáp màu đen các ngươi là người phương nào đôi mắt nhiếp vân nheo lại, đồng phục đội thủ vệ thành lạc thủy không phỉa như vậy, hắn biết rõ ràng, căn bản không phải là khôi giáp màu đen, vừa nhìn đã biết đám người này không phải là người phủ thành chủ thành lạc thủy. Làm can, người tự tiện xông vào phủ thành chủ đã là tử tội, đội trưởng của chúng ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không trả lời, thật to gan. Một binh sĩ lên tiếng giống to, nhiếp vân đã thay đổi dung mạo nhưng thực lực lại cao, đám binh sĩ bình thường này căn bản không nhìn ra thực lực cụ thể, còn tưởng rằng là tiểu nhân vật hừ, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhiếp vân biến mất, ngay sau đó trên không trung xuất hiện vài thân ảnh, hắn lập tức bóp cổ tên binh sĩ vừa nói chuyện. Ta hỏi các ngươi, binh sĩ ban đầu của phủ thành chủ đâu rồi, các ngươi là người phương nào? Bàn tay bóp cổ tên binh lính, gương mặt nhiếp vân không mang theo chút biểu tình gì. Lại dám thi triển yêu pháp trước mặt ta, nhất định là yêu nhân, mọi người cùng nhau động thủ, giết yêu nhân này cho ta. Đội trưởng thấy người trước mắt vừa ra tay đã bóp cổ thuộc hạ của mình, lập tức bị giật mình, còn tưởng rằng đối phương thi thiển loại yêu pháp nào đó cho nên sốt ruột giống to thành tiếng hắn còn chưa hô xong trên cổ có cảm giác đau đớn bàn chân cũng rời khỏi mặt đất bị đối phương dùng tay còn lại bắt lấy a à, mọi người đừng nhúc nhích lúc này chúng hộ vệ có mốc cũng biết trước mắt người này thực lực không tất cả đều dọa sắc mặt biến liên tiếp lui về phía sau trả lời ta bàn tay nhiếp phân run lên bóp cổ hai người kêu răng rắc đúng đúng tên binh sĩ và đội trưởng đều bị bóp cổ run dày toàn thân Sợ tới mức vội vàng đáp ứng chúng ta là binh sĩ thành lạc nam phụng lệnh thành chủ tới nơi này thủ hộ phủ thành chủ ngừa thành hà sơn thành tế bắc chiếm nơi đây đội trưởng sợ nói muộn cho nên nói không ngừng thành lạc nam thành hà sơn thành tế bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhiếp phân sững sờ đột nhiên thành chủ thành lạc thủy mất tích thành lạc nam chúng ta thành tế bắc cùng các tòa thành khác phân chén canh đều phái binh của mình tới chúng ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi đại nhân hạ thủ lưu tình đội trưởng liên tục cầu xin tha thứ tám đại thành trấn phân canh gương mặt nhiếp vân mang theo lạnh lùng càng nặng trước khi mình đi bảo dương ngạn phùng tiêu lưu lại trong thành lạc thủy không nghĩ tới lại bị tám đại thành trấn ngấp nghé biết sớm như vậy nên lưu phong lang vương hoặc là hát nham lại nơi đây là thành chủ phân phó chúng ta làm như vậy không liên quan gì tới ta ta chỉ là lâu la thả ta ra trong lời của tên đội trưởng mang theo âm thanh nức nở bọn chúng là binh sĩ trải qua sinh tử tuy thực lực của người trước mắt cường đại nhưng vẫn không thể làm bọn họ lên tiếng khai báo, mấu chốt là lạnh lùng trong mắt đối phương. Loại ánh mắt này chính là không đặt nhân mạng trong lòng, chỉ cần mình dám nói một câu nói dối, chỉ sợ nghênh đón hắn chính là tử vong ngay lập tức. Thành chủ các ngươi ở đâu? Nhiếp vân biết rõ hỏi những lũ tiểu nhân này không ra gì cho nên quát hỏi. Bẩm đại nhân, thành chủ của chúng ta đang ngồi thuyền lớn trên lạc thủy hà, đang thương nghị công việc với người phụ trách các thành trì. Đội trưởng vội vàng hô, Lạc Thủy Hà, hừ, nhiếp vân đánh tên đội trưởng một kích, tiếng nổ trầm đục vang lên, gân cốt bẻ gãy, mắt thấy không sống nổi. Các người phân thành trấn khác cũng bỏ đi, phân thành Lạc Thủy, chết đi. mươi 247, Máu nhuộm Lạc Thủy Hà chung một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Những binh sĩ này tiến vào thành trấn đốt diệt đánh cướp việc ác bất tận không khác gì yêu tộc, nhiếp vân tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn đánh một trưởng về phía trước, từng tiếng nổ vang lên, Đám binh sĩ chung quanh bị hắn đánh thành bánh thịt ngay lập tức. "Đi, một chiêu đánh chết đám người này." Bàn chân Nhiếp Vân đạp một cái vào mặt đất. Tiếng nổ oanh vang lên, hắn hóa thành một đạo hào quang bay thẳng về hướng Lạc Thủy Hà. Mặc kệ đám người thành Lạc Nam có quan hệ với kẻ đã giết hai người Dương Ngạn hay không, dám đánh chủ ý lên thành Lạc Thủy đã phạm vào tử tội không thể tha thứ. Lạc Thủy Hà phân thần phong đế quốc thành hai phía nam bắc, hai bên bờ sông là mưa bụi, Dương Liễu dập dờn và vô cùng phồn hoa trên mặt có đủ loại thuyền lui tới, thương thuyền, du lịch, đi ngang qua, thỉnh thoảng trên mặt sông có tiếng cười đùa, tiếng đàn cổ, lúc này cả thành lạc thủy mang theo ý thơ rất đẹp. Chính giữa dòng sông có một cái thuyền hoa lớn, trên thân thuyền có trang trí các hoa văn rất đẹp, đầu thuyền. Đuôi thuyền có mấy chục binh sĩ xuất thế cảnh vây quanh, cho thấy địa vị của chủ thuyền không thấp. Dựa theo đạo lý thuyền hoa cấp bậc này, bên trong đều là oanh ca yến hót, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đàn hoặc tiếng cười đùa vang lên, chẳng biết tại sao hiện tại yên lặng như tờ, nó chẳng khác gì chiếc thuyền ma. Chắc hẳn mọi người ở đây cũng nhận được tin tức, nhiếp vân đại chiến đế đô và được phong làm vân vương, tám thành trấn của chúng ta đều bị phân vào trong lãnh địa của vân vương. Trung niên ngồi giữa trong khoang thuyền lên tiếng, hắn nhìn mọi người chung quanh một lần, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thành lạc thủy là căn cơ của vân vương, chúng ta thừa dịp hắn không có mặt đánh cướp căn cơ của hắn, một khi hắn biết rõ tin tức này, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, hiện tại mọi người là con châu chấu bị buộc chung một sợi dây, có đề nghị gì hay cứ nói nhanh lên một chút. Không sai, bây giờ chúng ta là châu chấu bị buộc chung một sợi dây, liên hợp. Ngay cả hoàng thất đế quốc không thể không cúi đầu, chúng ta liên hợp có thể làm được cái gì? Đám người chung quanh nhớ tới tin tức mới nhận được, sắc mặt của bọn chúng biến thành khó coi tới cực điểm, hoàng thất đế quốc cũng không dám chọc, đám người này dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì, tin tưởng mọi người đều biết, Dương Ngạn và Phùng Tiêu chết, Vân Vương nhất định đẩy tất cả tội lỗi lên đầu của chúng ta dựa theo tính cách tàn nhẫn của hắn, chỉ sợ trong chúng ta không ai có thể trốn thoát. Chuyện triệu gia không cần ta nhiều lời chứ, lúc này trung niên nhân ở giữa hừ lạnh một tiếng, triệu gia, mọi người biến sắc, trong bốn đại gia tộc, triệu gia sừng sững trôn thần phong đế quốc mấy trăm năm, cũng bởi vì đoạt nữ nhân của nhiếp cho nên bị huyết tẩy, cũng không còn lại một người nào, chuyện này đều bị tất cả người trong thần phong đế quốc biết rõ, nếu như hắn thật đổ tội dương ngạn và phùng tiêu chết đi lên đầu bọn họ, chỉ sợ sẽ có máu chảy thành sông hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ xem vẻ mặt trương lạc thành chủ chắc chắn có biện pháp tốt nha trong đám người có một lão giả mặc áo giáp đỏ lên tiếng vẫn là chu hiền huynh nhiều ta ta thật sự nghĩ ra một biện pháp nhưng cần các ngươi phối hợp thành chủ thành lạc nam trương lạc vuốt ve lan can ghế ánh mắt mang theo hào quang tự tin chỉ cần trương lạc thành chủ có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ lần này chúng ta sẽ hết sức phối hợp làm theo nghe trương lạc có biện pháp miễn trừ khó khăn ánh mắt mọi người tỏa sáng, cường giả trí tôn tuy vô địch nhưng cũng không phải không có sơ hở, ta từng tìm được một bộ trận pháp hợp kích trong di tích tại thành Lạc Nam, chỉ cần tám cường gải khí tông đỉnh phong liên thủ thì hoàn toàn có thể chém giết cường giả trí tôn. Trương Lạc nói ra, trận pháp hợp kích sao? Trận pháp chú ý phối hợp thuần thục, chuyện chúng ta gặp phải không khác gì lửa xém lông mày, cho dù tìm được tám cường giả khí tông đỉnh phong cũng không kịp rồi. Chu hiển cao mày, trận pháp chú ý phối hợp, một khi phối hợp không tốt thì nó không có tác dụng gì, trận pháp lợi hại bình thường không có 3 năm năm thậm chí hơn 10 năm phối hợp căn bản không có khả năng thi triển ra uy lực gì đáng nói. Hiện tại cho dù đạt được trận pháp hợp kích, Vân Vương cũng không cho bọn họ nhiều thời gian diễn luyện như vậy. Chu Hiển nói lời này làm mọi người cộng minh, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía Trương Lạc. Đương nhiên ta biết rõ điểm này, phối hợp không thuần thục không cách nào đánh chết cường giả trí tôn thời kỳ đỉnh phong, nếu như muốn đối phó cường giả trí tôn chúng độc thì sao? Trương Lạc cười, hạ độc cường giả trí tôn. Khí hải của cấp bậc trí tôn đã tu luyện tới cực hạn, thân thể đã bách độc bất xâm, có độc gì có thể tổn thương bọn họ chứ? Đạt tới cấp bậc trí tôn, cho dù tinh thần hay thân thể đều có tăng vọt về chất, chỉ thiếu chút nữa có thể thoát ly gông cùng xiềng xích phàm thai. Loại thực lực này cho dù ăn mấy cân độc dược hạc đỉnh hồng cũng chẳng si nhê gì, thậm chí một chút thương thế cũng không có. Hơn nữa cường giả trí tôn có tinh thần lực cường đại, muốn bọn họ không phát hiện mà ăn độc dược. Có chút không quá sự thật a à. Ha ha, các người yên tâm đi, ta tìm được loại chất độc này trong di tích đấy, cho dù là cường giả trí tôn đỉnh phong chúng phải cũng sẽ mất đi lực lượng, từ đó biến thành thịt cá trong mắt chúng ta. trương lạc tràn đầy tự tin. a, à, thậm chí có loại độc dược này hay sao? mọi người lần đầu tiên nghe nói có độc dược có thể hạ độc cường giả trí tôn, tất cả mọi người mở to mắt nhìn trương lạc. kế sách của ta chính là, một khi vân vương trở lại, chúng ta giả ý khuất phục, sau đó nghĩ biện pháp lại hạ độc dược vào đồ ăn hoặc nước uống của hắn. Chỉ cần thành công, chẳng những chúng ta có thể miễn trừ tai họa, càng có thể trở thành đại công thần của đế quốc, phong vương phong hầu không nói chơi. Thấy mọi người động tâm, trương lạc rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại đế quốc không có cách nào với nhiếp vân, nếu như chúng ta có thể đánh chết hắn ở nơi này, công lớn như thế có thể giúp chúng ta phong hầu bái tướng không thành vấn đề. Phong vương phong hầu, các ngươi không còn cơ hội sống trên đời đâu. Đột nhiên tấm vải mảnh che cửa sổ trong khoang thuyền mở ra, một cơn gió lốc mang theo lực lượng đáng sợ tiến vào trong khoang thuyền. chương 248, Máu nhuộm lạc thủy Hà Trung 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cái gì, Trương Lạc có được thực lực khí tông đỉnh phong nhưng sau khi cơn gió đảo qua làm hắn có cảm giác khó thở nổi, nội tâm đang khiếp sợ, vào lúc hắn muốn nhảy ra khỏi khoang thuyền đã cảm giác cổ họng bị bóp chặt, một tay đã bóp cổ hắn. Ách, à, ách, à, không thể nói nên lời đã bị bóng người kia bắt lên không chung. Trương Lạc thành chủ, tiện tay bắt lấy cường giả khí tông đỉnh phong giống như bóp cổ gà. Lúc này mọi người trong khoang thuyền kịp thời phản ứng, nhìn kỹ phát hiện bóng dáng kia không phải quá cường tráng nhưng bọn họ lại chố mắt nhìn. Ngươi, ngươi là vân vương đại nhân, suốt cuộc có lời nói đánh vỡ hiên lặng, người nói chuyện chính là Trương Lạc. Vân vương, nghe được câu này cũng làm khoang thuyền nổ tung, mọi người đang thương nghị đối phó hắn như thế nào, hắn lại xuất hiện ngay trước mặt. Loại hiệu quả rung động như thế quá lớn, tâm miệng, bóng người hừ lạnh một tiếng, âm thanh không lớn nhưng mang theo lực xuyên thấu kim thạch, âm thanh như đại trụy đánh thẳng vào tâm thần mọi người ở đây. Tràng diện hỗn loạn cũng an tĩnh ngay sau đó, những người này đều là thành chủ một thành, là quan to một phương, bình thường đã quen thói kiêu ngạo, câu nói đầu tiên có thể làm bọn họ câm nghiệp, giật mình như con thỏ bị chấn kinh, như vậy thực lực của bóng người vừa xuất hiện cường đại tới mức đáng sợ. Vân vương đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi, sau này chúng ta sẽ nghe lệnh ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không dám nói nhảm cảm na ẩn bàn tay trên cổ đang siết chặt sắc mặt trương lạc tím tái như gan heo trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều biến thành trò cười dương ngạn và phùng tiêu chết như thế nào lúc này nhiếp vân đã khôi phục tướng mạo sẵn có gương mặt non nớt của hắn mang theo thành thục và lạnh lùng không phù hợp với độ tuổi hai người bọn họ a à, trương lạc do dự một chút cũng bởi vì hắn do dự cho nên trên người đau đớn xương sườn đứt gãy bãi tám cây phụ mẫu tỷ đệ mất tích hào hiếu tử vong điểm này làm nhiếp vân sắp rơi vào trạng thái bùng nổ, chỉ cần đối phương không nói thì hắn trực tiếp động thủ. Ta cũng không biết hắn chết như thế nào, chỉ biết hắn từng chuyên môn đi tìm thích khách công hội, về sau chúng ta lại nghe nói tin tức bọn họ tử vong. Biết rõ kiên nhẫn của đối phương có hạn, Trương Lạc không dám nói nhảm liền nói hết. Thích khách công hội, trước kia nhiếp vân từng nghe nói qua thích khách công hội, nó cùng loại với dòng binh công hội, là tổ chức giết người, chỉ cần có thể trả nổi giá tiền sẽ hành động giết chết mục tiêu. Kiếp trước chính mình không có bất cứ liên hệ nào với công hội này, cũng không có tiếp xúc qua, bây giờ nghe Trương Lạc nói thế nội tâm hắn chấn động. Lúc trước bản thân mình đạt tới trí tôn vừa trở lại thành lạc vì chẳng phải cũng gặp thích khách hay sao? Hàng ổ thích khách công hội ở đâu? Thích khách công hội là tổ chức lớn, tổng hội nằm ở thần thánh đế quốc, tuy thần phong đế quốc cũng có phân hội, trong thành thần phong, cụ thể ở đâu ta không biết. Trương Lạc cũng nói toàn bộ, thành thần phong còn có phân hội, nhiếp phân cao mày, vâng, phân hội ở ngay. Trương Lạc nói đến đây giọng nói trầm thấp, ở đâu, nhiếp vân cúi đầu, ở, chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này đột nhiên bàn tay Trương Lạc run lên, một ơ đầm sương mù màu nâu bay về phía mặt nhiếp vân. Sương mù mang theo mùi tanh hôi khó ngửi, không ngờ là kịch độc vượt xa âm mai yêu khí. Phệ tâm độc, không ngờ ngươi lại có chất độc này, khó trách dám nói có thể hạ độc chết cường giả trí tôn. Nhìn thấy sương mù màu nâu bay tới gần mình, nhiếp vân cũng không trốn tránh, hắn vung tay đánh ra một chảo bắt chất độc vào trong tay trong mắt của hắn mang theo sát ý cuồn cuộn dĩ nhiên là phệ tâm độc phệ tâm độc là chất độc chỉ có luyện đan sư cao cấp mới có thể luyện chế mà thành cho dù là cường giả trí tôn hít sâu một hơi cũng thất khiếu đổ máu công lực mất hết đổi lại người bình thường đụng vào chỉ sợ đã chết nhưng nhiếp vân là người nào hắn là lão ngoan đồng của hai thế giới kinh nghiệm chiến đấu phong phú trước kia nghe trương lạc từng nói qua độc dược trong nội tâm sớm có phòng bị chân khí lặng lẽ hình thành ngăn cách trong lòng bàn tay lúc này đối phương vừa phóng thích độc khí đã bị hắn bắt lấy nếu là độc của ngươi thì ngươi nên hưởng dụng đi nhận ra tên của độc dược bàn tay vỗ độc khí còn nằm trong tay vào trong miệng của trương lạc a à, không muốn vân vương đại nhân ta sai rồi a à, cảm nhận mũi miệng cậu bản thân mình nóng rát khó chịu sắc mặt trương lạc biến thành tái nhợt trong nháy mắt hắn còn chưa nói hết lời cầu xin tha thứ hai tay của hắn không ngừng ôm ngực và lăn qua lăn lại trên mặt đất Phệ tâm độc tên như ý nghĩa độc khí có thể thôn vệ trái tim, chỉ cần hít sâu một hơi, huyết dịch sẽ nhiễm kịch độc ăn mòn đáng sợ, loại chất độc này không có thuốc trị, nó trong thời gian ngắn sẽ lưu động theo máu chảy vào trong tim, khi độc ăn mòn trái tim trong nháy mắt, triệt để mất đi hoạt tính không còn đập nữa. Cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh có thể lợi dụng pháp lực. Cậu bản thân phong bế kịch độc trong máu chảy vào trong tim, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp bài xuất nó ra ngoài, mà cường giả trí tôn nhiễm phải thì không có thuốc chữa, mặc dù có thể sử dụng chân khí hùng hậu ngăn cản nhất thời nhưng cuối cùng chắc chắn phải chết vì không có thuốc trị. Chính bởi vì như thế phệ tâm độc lại được xưng là trí tôn sát thủ. Chỉ có điều phệ tâm thảo chất lọc chất độc phi thường rất thưa thớt, trình độ chân quý có thể sánh ngang binh khí thượng phẩm của hoàng tộc, tại sao nó lại xuất hiện trong tay của Trương Lạc chứ? Vào lúc hắn đang suy nghĩ, phệ tâm độc không ngừng ăn mòn trái tim, toàn thân Trương Lạc đã thay đổi màu sắc, toàn thân hắn chảy máu và tắt thở nằm trên mặt đất. Hừ, nhìn thấy chính mình hạ độc lại hại chính mình, nhiếp vân không có thương cảm hắn chút nào, chân khí rót vào bàn tay và nhiếp một cái túi bên cạnh người trương lạc vào trong tay, không biết bên trong có mấy thứ gì, sau đó hắn thu vào trong đan điền, nhiếp vân quay đầu nhìn về phía đám người còn lại trong khoang thuyền. Vân vương đại nhân tha mạng, chúng ta đều bị trương lạc đầu độc mới tới nơi đây, về sau tuyệt đối không dám. chương 249, Máu nhuộm lạc thủy hạ hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com chúng ta là người đứng đầu một thành, hy vọng vân vương đại nhân có thể mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi hạ thủ lưu tình, ta nhất định sẽ hiến bảo vật chân quý nhất. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Thấy thiếu niên nhìn qua, lúc này thân thể đám người trong khoang thuyền chấn động run rẩy như cầy sấy. Bị ma quỷ ám ảnh, ta là người chưa bao giờ lưu lại phiền toái bên người. Hừ lạnh một tiếng, thân thể nhiếp phân hóa thành một đạo hào quang màu trắng, những nơi hào quang đi qua là đầu người rơi xuống đất. Người trong khoang thuyền chính là thành chủ thống lĩnh của 8 tòa thành chung quanh thành lạc thủy, mỗi người là tồn tại hô phong hoán vũ một phương, lúc này bọn họ biến thành thi thể trong tay nhiếp phân. Trên hoa thuyền có 8 đại thành chủ và tùy tùng của bọn họ, trên thuyền công lại có mấy trăm người, lúc này biến thành chiến trường tu la, vô số thi thể nằm trên bong thuyền, máu tươi từ trong thuyền chảy vào lạc thủy hà, từ đó mặt sông biến thành đỏ rực. Loại tình huống này thẳng tới một giờ sau mới có người phát hiện, đồng thời có nhiều người chết trên thuyền hoa lớn như vậy lập tức làm cả thành lạc thủy khủng hoảng vô số người suy đoán đã xảy ra chuyện gì có người hoài nghi là yêu nhân gây nên cũng có người cho rằng là sống mái với nhau bởi vì không có nhân chứng cho nên cuối không ai tra ra kết quả như thế nào không đi quản những người khác nghĩ gì về việc này nhiếp vân sớm cưỡi lên lưng phong lang vương đi về hướng thành thần phong lần này quay về thành lạc thủy không bao lâu nhưng hắn biết rõ hai người dương nạn đã chết có liên quan tới thích khách công hội từ đó xem như thu hoạch không enen en ho về phần đám người trương lạc chết đi nhiếp vân căn bản không đặt trong lòng dám đánh chủ ý lên thành lạc vì dám bước bách huynh đệ của mình những người này nên nghĩ sẽ có kết cục như vậy cường giả vi tôn không có thực lực lại chọc vào người không thể chọc đó chính là muốn chết rất nhanh nhiếp vân lại quay trở về thành thần phong lần này cũng không có đi vân vương phủ hắn trực tiếp bay thẳng về phía hoàng thành trong người hoa viên của hoàng cung hoàng đế đế quốc đang dựa vào ghế và xoa mi tâm hô đột nhiên trong hoa viên xuất hiện cơn gió quét qua chung quanh một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn người nào hộ giá không ngờ dám xông vào ngự hoa viên muốn chết bóng người vừa xuất hiện lúc này vô số binh sĩ cầm binh khí trong ngự hoa viên xông tới mỗi một người đều có thực lực xuất thể cảnh đỉnh phong cũng vây quanh tất cả con đường chung quanh chỉ trong nháy mắt binh sĩ vây quanh nơi này hoàng cung không hổ là nơi phòng ngự xâm nghiêm nhất của đế quốc vân vương sẽ không đả thương ta tất cả lui xuống đi Lúc này hoàng đế đế quốc cũng nhìn rõ hình dạng của người xuất hiện, khoát tay ngăn cản đám binh sĩ và bảo bọn họ lui xuống. Vâng, chúng hộ vệ đồng thời ứng một tiếng và lui về phía sau. Cũng không phải hoàng đế đế quốc không sợ, mà là hắn phải cố gắng chấn định, những hộ vệ này nhìn như long tinh hổ mãnh nhưng đối với cường giả tuyệt thế như nhiếp vân lại không có chút tác dụng nào, thực muốn động thủ, đừng nói mấy trăm, cho dù có. Hơn vạn tên xuất thể cảnh đỉnh phong vây quanh, đối phương muốn giết mình cũng chỉ nhắc tay là làm được. Vân Vương có thể tra ra cái gì? Chẳng lẽ không phải là yêu nhân gây nên sao? Hộ vệ lui sạch sẽ, hoàng đế đế quốc đứng lên cười nói. Yêu nhân, tin tức ta rời khỏi thành thần phong thành là ngươi truyền đi. Nhiếp Vân đứng trước mặt đối phương, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Nhìn thấy ánh mắt thiếu niên như vậy làm nội tâm hoàng đế đế quốc chấn động, hắn cảm giác toàn thân rét run. Vì sao Vân Vương lại nói lời này? Ta vừa rời khỏi thành thần phong đã bị yêu nhân mai phục, người cho rằng mình không liên quan, nhiếp vân nhàn nhạt nói ra vừa ra khỏi thành đã bị yêu nhân mai phục chẳng chẳng lẽ yêu nhân đã bố trí tay mắt bên cạnh ta chuyện này ta nhất định sẽ hảo hảo cha cũng cho vân vương đại nhân một câu trả lời hoàng đế đế quốc vội vàng giải thích cha hừ nhiếp vân cười lạnh lời này cũng chỉ thăm dò hắn mà thôi cha ra cái gì chứ chỉ sợ tùy tiện tìm người đứng ra lừa gạt mình mà thôi vân vương đại nhân xin tin tưởng thành ý của ta ta nhất định sẽ tra việc này rõ ràng thấy vẻ mặt thiếu niên như vậy, hoàng đế đế quốc biết rõ hắn không tin. Cha rõ ràng, ngươi nói thật không, nhiếp vân chẳng muốn nói nhảm với hắn, đột nhiên hắn vung tay phải về phía trước. Lạch cạch, hoàng đế đế quốc, đường đường là cường giả khí tông đỉnh phong nhưng hắn không kịp phản ứng, ngực của hắn lõm xuống và bay ra ngoài, hắn đụng vào thánh sơn trong hoa viên và đá vụn bắn tung tóe. Vân vương, ngươi, hoàng đế đế quốc giấy ruộ bò ra khỏi đống đá vụn, tuy tổn thương không phải vô cùng nghiêm trọng nhưng đường đường hoàng đế cửu ngũ trí tôn bị người ta đánh bay không có tôn nghiêm như vậy cũng thật sự quá thật mất mặt ta muốn giết ngươi đơn giản như lúc giết một con kiến hiện tại hỏi ngươi ngươi chỉ cần trả lời nếu không cũng đừng cho rằng ta không dám giết ngươi ánh mắt lạnh lùng nhìn lên gương mặt hoàng đế đế quốc lúc này hoàng đế cũng không dám nói nhảm nửa câu thích khách công hội phân hội tại thần phong đế quốc nằm ở nơi nào có người nào hội trưởng là ai nhiếp vân liên tục hỏi ba vấn đề thích khách công hội, hoàng đế đế quốc nghe cái tên này liền cảm thấy run rẩy vài lần. Vân vương đại nhân nghĩ như thế nào mà hỏi về công hội này? Người không cần biết nó như thế nào, chỉ nói cho ta biết những gì ta cần hỏi là được. Nhiếp vân khẽ nói, tuy trong nội tâm hoài nghi có phải hoàng đế đế quốc trước đó phái hai nhân yêu ám sát mình hay không nhưng không có chứng cứ xác thật cho nên nhiếp vân không có triệt để đẩy việc này cho hắn. Một khi đẩy ra nhất định sẽ trực tiếp chống lại hoàng thất, mà thực lực phong dụ vũ lực cao nhất hoàng thất cho dù không bằng mình nhưng làm ra tộc thống nhất đế quốc nhiều năm, nhất định sẽ có không ít thủ đoạn che giấu, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên chọc ra. Hơn nữa trước khi tìm rõ tung tích phụ mẫu đang ở nơi nào, cũng không thể quá mức lỗ máng, vạn nhất bức đối phương chó cùng rứt dậu thì hoàn cảnh phụ mẫu của mình sẽ thê thảm. Thích khách công hội nằm ngay phía đông lạc định sơn bên ngoài đế đô, là tiểu vệ có phong cách cổ xưa, bên trong có vô số thích khách HD giang ẩn nấp ám sát, nghe nói cường giả trí tôn cũng có thể ám sát. mươi 250, Lạc Đỉnh Sơn, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Hoàng đế đế quốc thấy ngữ khi thiếu niên mang theo bất mãn, hắn không rong dài và nói. Lạc Đỉnh Sơn, trong đầu hắn nhớ tới bộ dạng của ngọn núi này. Lạc Đỉnh Sơn chỉ là núi nhỏ, nó còn thấp hơn Bách Hoa Sơn rất. Nhiều, chuỗi lùi nhưng không thấy Bách Hoa, cỏ xanh, cũng không có thảm thực vật cây cối, chỉ có những miếu thờ không lớn không nhỏ những miếu thờ này không biết xây dựng bao nhiêu năm tháng kiếp trước nhiếp phân chỉ cho rằng nơi đó dùng bài trí ngắm cảnh không nghĩ tới lại là cứ điểm của thích khách công hội che giấu bên trong đúng nằm ở ngay trên lạc định sơn về phần hội trưởng công hội là ai thì ta không biết dù sao ta cũng không tiếp xúc với tổ chức như vậy quá nhiều hoàng đế đế quốc vội vàng phủi sạch quan hệ với mình ta hy vọng tốt nhất lần này ngươi nói thật nếu như ta phát hiện ngươi vẫn nói dối như cũ hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu đâu Hừ một tiếng, thân thể nhiếp Vân nhảy lên cao, chân khí bắn ra bên ngoài, hắn lập tức bay nhanh như đạn pháo về phía chân trời, trong chốc lát biến mất trong ngự hoa viên, lúc này bay thẳng về hướng đế đô. Đi thôi, nhìn thấy thiếu niên bay xa, hoàng đế đế quốc lại lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết tại sao, mỗi lần tiếp xúc với thiếu niên này toàn thân của mình run rẩy và kinh hãi. Cẩn thận nhớ lại, thực lực đối phương tuy rất mạnh nhưng mỗi lần mình gặp đối phương đều mạnh hơn lúc trước, cảm giác này rất khó noi thành lời. Gia hỏa này tuổi không lớn nhưng trên người mang theo huyết tinh chi khí, thậm chí còn lợi hại hơn cả một ít tướng lãnh trên chiến trường. Sau khi suy nghĩ một hồi hắn đã tìm ra nguyên nhân. Thiếu niên nhiếp vân tuổi không lớn lắm nhưng không biết tại sao sát khí trên người của hắn còn lợi hại hơn không ít tướng lãnh xa trường. Hơn nữa dường như hắn không thèm quan tâm tới vương quyền của mình. Chính mình có loại cảm giác vừa rồi dám nói hưu nói vượn thì chỉ sợ hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Đại nhân, ta đã dựa theo lời ngươi dạy, về sau làm sao bây giờ? lau sạch mồ hôi lạnh, hoàng đế đế quốc quay đầu nhìn vào một hướng. Hướng này có một cánh cửa hình tròn, nương theo lời hắn là một bóng người đi ra ngoài, chính là thanh niên hộ vệ thực lực trí tôn đỉnh phong. Ha ha, rất tốt, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, uy hiếp sư phụ hắn giao thiên cơ kiếm ra là đủ rồi. Thanh niên hộ vệ cười lạnh, ánh mắt lóe sáng. Chủ nhân, thích khách công hội dám ra tay với hai người dương ngạn thiếu ra thì khẳng định sớm có chuẩn bị rồi, chúng ta đi vào như vậy không sợ có mai phục sao tử đồng vẫy vẫy cái đuôi thô to nhìn sơn mạch trước mặt và lên tiếng nói ra. Ta đã biết rõ, nhiếp vân bay trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Thích khách công hội chủ ám sát, thủ đoạn khẳng định không đơn giản, tuy hắn rất tự tin vào thực lực bản thân nhưng cái khó chính là đối phương có chuẩn bị, chính mình chết không có gì đáng tiếc, chỉ khi hắn chết, đừng nói cứu phụ mẫu ra ngoài, chỉ sợ tất cả hắn đang có sẽ biến mất. Cho nên tất cả phải cẩn thận, không thể làm việc lỗ mãng ta mặc kệ thích khách công hội có bao nhiêu cường giả, dương ngạn, phùng tiêu thật sự bị bọn chúng giết, ta muốn bọn chúng phải chết sạch mới giải mối hận trong lòng ta. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nhiếp vân xuất hiện một cái hồ lô bằng ngọc. Hắn tìm được hồ lô này trong tay của thành chủ thành lạc nam trương lạc, bên trong còn có rất nhiều độc dược vệ tâm độc. Nếu không phải bản thân mình là người của hai thế giới có kiến thức rộng rãi cho nên mới không bị chất độc này xâm hại, đổi lại các trí tôn khác, cho dù chiến thắng không nổi, thúc giục độc dược, tuyệt đối có thể làm cho hắn chết không chỗ chôn Các ngươi trông coi nơi này, một khi chiến đấu, gặp một giết một, một con gà một con chó cũng không được thả nó rời khỏi nơi đây. Nghe được trong lời thiếu niên nói ẩn chứa hàn khí, nội tâm ba đại yêu thú run rẩy vài lần. Hung ác, quá ác, chúng với tư cách là yêu thú, đã sớm nhìn quen những việc hung ác, không nghĩ tới chủ nhân còn hung ác hơn cả bản thân mình. Vèo, không đi quản ba đại yêu vật rung động, nhiếp vân lập tức bay thẳng tới miếu thờ trên đỉnh núi. Người còn chưa tới nhưng đã có uy áp bao phủ miếu thở, dường như muốn lật úp cả đại địa. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, miếu thở có phương viện 10 trường. Lập tức sụp đổ hơn phân nửa, hội trưởng thích khách công hội lăn ra đây gặp ta. Âm thanh như biển gầm vang vọng cả sơn mạch, cái gì, thậm chí có kẻ dám dùng sức mạnh xông vào thích khách công hội. Nhiếp vân vừa ra tay đã đánh sụp cả miếu thờ trên núi, cả giác oanh động mãnh liệt vang vọng hư không. Trong nháy mắt vô số thân ảnh bay ra ngoài giống như châu chấu, cũng không biết những người này lúc nãy ẩn nấp ở nơi nào những bóng người này trên thân của bọn họ có khí thức tối tăm u ám hàn khí tàn nhẫn vừa nhìn đã biết những kẻ này đã giết qua không ít người ta chính là phân hội trưởng thích khách công hội của thần phong đế quốc không biết các hạ là vị trí tôn nào của đế quốc làm như vậy quá mức vô lễ rồi chỉ chốc lát có trung niên nhân bước ra khỏi đám người hắn nhìn về phía nhiếp vân với đôi mắt tỏa sáng như sao trí tôn đỉnh phong không nghĩ tới nơi này còn che giấu kẻ như thế này tùy ý nhìn thoáng qua nơi đây một chút, nhiếp vân nhìn ra tu vi của đối phương chính là trí tôn đỉnh phong. vốn tưởng rằng thần phong đế quốc chỉ có mấy trí tôn xuất hiện bên ngoài, hiện tại xem ra nước ao trong thần phong đế quốc cũng không đơn giản như vậy, cũng không phải đèn cạn dầu. cho dù nước sâu thì như thế nào, dám trêu ta, ta sẽ làm các ngươi phải trả cái giá thảm thiết khó quên ở cả kiếp trước và kiếp này. không cần quan tâm ta là ai, ta tới hỏi ngươi, có phải dương ngạn và phùng tiêu ở thành lạc thủy là các ngươi giết có phải hay không? Nhiếp Vân hừ lạnh lên tiếng, nếu đã tới đây báo thù, cho dù đối phương có là trí tôn thì như thế nào chứ? Phối hợp cũng bỏ đi, không phối hợp cứ đánh chết là được. Kiếp trước kiếp này, Nhiếp Vân coi trọng nhất chính là thân bằng hảo hữu, một khi có người ra tay, cho dù Nhiếp Vân không có thực lực nhưng cũng sẽ tìm cách diệt môn nó. Cũng bởi vì loại điên cuồng và lạnh lùng này, mới xuất đạo không lâu đã đạt được danh xưng trong huyết vực ma tộc. Chương 251, Âm Dương Thứ Sát việt Diệt Đại Trận 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ân, thì ra là hai tên phế vật kia. Không sai, hai người này là người thích khách công hội chúng ta giết. Trung niên nhân nhướng mày, hắn khinh thường nói một câu. Là các ngươi giết sao? Siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhiếp phân đỏ lên. Trước kia không có người thừa nhận, trong lòng của hắn vẫn có ngọn lửa bị nghẹn trong lòng. Hiện tại biết rõ quả nhiên là thích khách công hội gây nên, hắn có cảm giác toàn thân như sắp nổ tung. Thích khách công hội chúng ta lấy tiền làm việc, chỉ là hai tên binh giáp cảnh sơ kỳ nhưng có người đã ra giá một triệu lượng bạc, đương nhiên chúng ta phải giết chúng rồi. Như thế nào, chẳng lẽ người muốn báo thù cho bọn chúng sao? Trung niên nhân hừ lạnh, thích khách công hội giết binh giáp cảnh sơ kỳ là một vạn lượng, trung kỳ ba vạn lưỡng, hậu kỳ sáu vạn lượng, đỉnh phong mười vạn, một sơ kỳ ra giá một triệu lượng, đây là cái giá trên trời. Lấy tiền làm việc, là ai bảo các người động thủ giết bọn họ, cắn chặt hàm răng, nhiếp phân oán hận lên tiếng thích khách công hội chúng ta sẽ không bao giờ nói thông tin của cố chủ. Trung niên nhân khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn nhiếp vân đầy lạnh lùng. Người hỏi thăm tin tức của đám người dương ngạn, lại trẻ tuổi như thế, nếu như ta đoán không sai người hẳn là nhiếp vân trí tôn A. Mới tiến trí tôn mấy ngày đã có thể bộc phát danh tiếng như thế, ta cũng thừa nhận ngươi không đơn giản. Nếu chỉ bằng chút thực lực này muốn đùa nghịch huy phong với thích khách công hội chúng ta thì người còn quá non một ít. Phá hủy nhiều cung điện của chúng ta như thế, bồi thường 10 triệu lượng bạc trắng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không chẳng những người phải chết, thân nhân bằng hữu đều phải chết. Trung niên nhân nói chuyện mang theo khí thức âm trầm và lạnh như băng, dường như chỉ cần nhiếp vân không đáp ứng yêu cầu của hắn thì hắn sẽ lập tức động thủ chém giết. Thân nhân bằng hữu đều phải chết, ánh mắt nhiếp vân lạnh lùng đáng sợ, hắn chán ghét người khác dùng thân nhân uy hiếp, những lời của đối phương đã xúc phạm nghịch lân của hắn. Người cho rằng thích khách công hội là địa phương nào? Khách sạn, khách sạn sao? muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Không có 10 triệu lượng bạch ngân và quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể toàn mạng, nếu không ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi. Đồ không biết sống chết, nơi này là thích khách công hội, mỗi một người nơi đây đều là thích khách, tới nơi này gây phiền toái là quá ngu xuẩn. Ta thấy là chán sống, chúng ta không gây phiền toái đã không tệ, không ngờ có kẻ dám tới nơi này hung hăng càn quấy, muốn chết. Hội trưởng cần gì thương lượng với hắn chứ? loại tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cứ giết đi là được rồi, giữ lại cũng là tai họa. Người của thích khách công hội lúc này gào thét, thích khách công hội trong mắt kẻ khác là tồn tại thần bí và đáng sợ, không ai dám đắc tội, hiện tại bị một tiểu tử tới đánh sập trụ sở của mình, cả đám giận dữ đỏ mặt. Câm miệng, hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng vang lên. Bị ngữ khí của nhiếp vân quát lớn, tất cả thích khách đều có cảm giác mình bị độc xà nhìn chằm chằm vào, không tự chủ sinh ra cảm giác sợ hãi sâu trong nội tâm. Hắn, hắn giết bao nhiêu người mới có được khí tức như vậy vừa rồi có người còn làm ầm ĩ hiện tại không kẻ nào dám lên tiếng nói nhiều nửa câu thân là thích khách có kẻ nào chưa từng giết người cơ chứ có kẻ nào chưa từng chém giết kẻ có thực lực cao hơn bản thân cho nên những người này trợ ức kia không đặt thiếu niên như nhiếp vân vào trong mắt dù sao ngươi tu luyện nhanh hơn nữa giết người và tích lũy sát khí cũng cần kinh nghiệm và thời gian ở tuổi này có thể giết được bao nhiêu người cơ chứ không ai nghĩ tới trên người của hắn lại bộc phát sát khí đậm đặc như vậy thậm chí so sánh những thích khách ở nơi này với hắn cũng chẳng khác gì sâu róm so với thần long hoàn toàn không thể so sánh ta hỏi ngươi lần nữa cố chủ bảo các ngươi giết dương ngạn phùng tiêu là ai một câu nói vang vọng thích khách công hội hắn cũng không có lớn tiếng gào thét gì đó nhiếp vân lại nhìn chằm chằm vào trung niên nhân lần nữa còn muốn hỏi cố chủ là ai sao ta thấy ngươi nên lo lắng suy nghĩ hình cảnh của mình một chút lên nam tẩu bầy trận Thiếu niên thét lớn vừa rồi và bộc phát sát khí làm nội tâm hắn chấn động, lúc này hắn rung động thét lớn một tiếng. Vâng, nương theo tiếng giống thật lớn, dùng lê nam tẩu cầm đầu bảy cường giả khí tông lập tức chiếm cứ bảy phương vị và bao vây nhiếp vân vào giữa. Âm dương thứ sát việt diệt đại trận, nhìn thấy phương vị của bảy người đang đứng, đôi mắt nhiếp vân híp lại. Âm dương thứ sát việt diệt đại trận chính là tuyệt sát đại trận ám sát, có thể phát huy ưu điểm của thích khách trong phạm vi. Nhất nhất, Bảy cường nguy ơ khí tông thi triển loại trận pháp này có lẽ vây giết cường giả trí tôn đỉnh phong cũng không khó, khó trách thích khách công hội có thể sừng sững nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thậm chí có trận pháp hợp kích cao thâm như vậy. Xem như người biết hàng, nói thật cho người biết, ta chính là người chấp hành nhiệm vụ giết Dương Ngạn và Phùng Tiêu tại thành Lạc Thủy, hắc hắc, thế nào, có phải muốn giết ta đúng không? Nhưng người không có cơ hội này đâu, Lê Nam Tẩu thấy Nhiếp Vân đứng nguyên tại chỗ và bị nhóm người mình triệt để vây quanh thì cười hắc hắc lên tiếng. Ngươi chấp hành nhiệm vụ Vậy ngươi đi chết đi cho ta Nghe thấy lão nhân lên tiếng thừa nhận nhiếp vân nhướng mày Huyền Ngọc Chi trong tay đánh ra một chiêu đại địa chi thế cường đại Âm âm Đại địa chi thế phối hợp đại địa huyền ảo trọng áp hóa thành một đạo kiếm khí bàng bạc chém thẳng vào lên nam tẩu Âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận Phòng ngự Đối mặt với kiếm khí đánh tới Lê Nam Tẩu không thèm quan tâm, hắn thét dài một tiếng, kết thủ ấn, sau đạo kiếm khí từ xa đánh tới gần và hình thành phòng ngự trên người của hắn, từ đó ngăn cản đại địa chi thế của nhiếp vân đại địa ra bên ngoài. Âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận lui có thể thủ, tiến có thể công, công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù nhiếp vân vận dụng đại địa chi thế uy lực vô cùng như vẫn bị đón đỡ. Muốn ngăn cản, chống đỡ được sao, đại lực đan điền, đại lực chi khí, cười lạnh một tiếng, nhiếp vân vận dụng đại lực chi khí khắp toàn thân, uy lực của đại địa chi thế bạo tăng gấp 10 lần trong chốc. Lát, chương 252, âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm ầm lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, kệ ếm khí của huyền ngọc chi kiếm bi tráng như sử thi, nó vạch phá phòng hộ của đối phương, trong nháy mắt đâm vào người Lê Nam Tẩu. Lấy nhu thắng cương, âm dương chuyển đổi. Đúng lúc này trung niên nhân tiến vào vòng chiến, hắn vươn tay một chảo, đại trận quay cuồng sinh ra vô số sợi tơ mỏng, từ đó cuốn lấy đại địa chi thế vô cùng cường đại. Bị tơ mỏng quấn quanh, nhiếp vân có cảm giác như con voi đi vào trong đầm lầy, có được lực lượng cường đại như không có đất dụng võ, kiếm khí ẩn chứa đại lực chi khí đánh vào người Lê Nam Tẩu lại như cơn gió nhẹ thổi qua người đối phương, một chút tác dụng cũng không có. Âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận, không ngờ các ngươi có thể luyện thành âm dương chuyển đổi. Làm sao có thể, nhiếp vân lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận ẩn chứa thiên địa âm dương ngũ hành, thi triển thuần thục có thể điên đảo âm dương, cải biến lộ tuyến chân khí vận hành, làm cho người bị vây khốn trong đó hóa cương thành nhu, công kích không có hiệu quả gì đáng nói. Đại địa chi thế phối hợp đại lực chi khí, một chiêu này mang theo lực lượng 500 tượng, công kích như vậy có thể đánh nát cả sơn mạch nhưng bây giờ lại không thể giết được một khí tông. Bình thường, rất hiển nhiên bọn chúng thông hiểu âm dương điên đảo của trận pháp, cho dù công kích của mình thuần dương mạnh mẽ cũng biến thành thuần nhu. Hiện tại mới biết đã muộn rồi, vận chuyển đại trận, nhanh đâm. Trung niên nhân cười lạnh, hắn vung tay phải lên, Trận pháp biến hóa lần nữa, lực lượng âm nhu bắn ra khắp bốn phía, vừa rồi làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong đầm lầy, hiện tại lâm vào kiếm trận. Vô số kiếm quang phô thiên cái địa đâm tới, hình thành một đám kiếm vũ phong tỏa toàn bộ đường lui của Nhiếp Vân, hơn nữa còn dồn hắn vào tử địa. Trận pháp thật độc ác, biến sắc, Nhiếp Vân lui về phía sau một bước, Huyền Ngọc chi kiếm hình thành thủ thế. Một chiêu kiếm ý chỉ là đại địa chi thế, cũng không phải chiêu số cụ thể, có thể vận dụng công kích phô thiên cái địa cũng có thể hình thành phòng ngự nặng nề như đại địa. Đinh, 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 đỉnh núi sinh ra vô số âm thanh đinh giang của kim loại va chạm vào nhau, nhiếp phân ngăn cản tất cả kiếm vũ, thân thể hắn cũng bị bước lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Một tên cường giả trí tôn đỉnh phong và bảy tên cường giả khí tông tao thành đại trận, ta căn bản không thể bày trừ, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp một lần hành động đánh chết một người trong đó sau đó thừa cơ phá trận mà thôi. Một trí tôn đỉnh phong tăng thêm bảy tên khí tông, bọn chúng xông thẳng về phía trước thì mình cũng không thể ngăn cản, càng đừng nói bọn chúng có được trận pháp cường đại. Càng nguy hiểm thì nội tâm nhiếp vân càng tỉnh táo không ít, thân thể như bướm vần hoa, sau khi nhìn chuẩn mục tiêu, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt Lê Nam Tẩu và đâm một kiếm thật nhanh. Âm dương thứ sát tuyệt diệt đại trận quá mức lợi hại, cho dù mình biết trận pháp này phi thường kỹ càng, nếu muốn bài trừ cũng rất khó khăn, phải sử dụng chiêu số xuất kỳ bất ý mới được. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý kích giết một người, uy lực của trận pháp sẽ hao tổn, đến lúc đó phá trận sông ra ngoài là không thành vấn đề. Xì xì xì, một kiếm này đã không có thi triển đại địa chi thế cũng không có mượn đại lực chi khí, một kiếm này bay bổng không có lực lượng gì nhưng lại mang theo lực lượng làm cho người ta khó lòng ngăn cản, từ đó làm nội tâm người ta sinh ra cảm giác khó nói thành lời. Ám sát thuật của ám sát sư, chẳng lẽ ngươi là ám sát sư, điều đó không có khả năng, nhìn thấy thiếu niên đột nhiên bộc phát công kích, trung niên nhân biến sắc, vội vàng xông tới, hắn vươn tay đánh ra một chảo muốn cứu lê nam tẩu ám sát sư là thiên phú đặc thù căn cứ tin tức mình biết thiếu niên trước mắt này chẳng những có được thiên phú luyện đan còn kiêm nạp vật truy tung sư thuần thú trong cùng một người nếu như hắn lại là ám sát sư thì quá nghịch thiên rồi tại sao một người lại có được nhiều thiên phú như vậy điều này sao có thể bất kể như thế nào lê nam tẩu cũng không thể chết một khi bị đánh chết âm dương thứ sát việt diệt đại trận tựu sẽ bị phá hư nhóm người mình không thể tiếp tục vây khốn và đánh chết thiếu niên trước mặt ha ha người chúng kế thấy hắn xông tới cứu người trận pháp xuất hiện một tia sơ hở nhiếp phân cười nhạt một tiếng tay trái của hắn hất một đám sương mù màu nâu đậm vào mặt đối phương từ đó chui vào trong mũi của hắn đây là cái gì trung niên nhân gào rú thảm thiết lúc này hắn run rẩy toàn thân trong thất khiếu có máu tươi chảy ra ngoài nhiếp vân lúc nãy còn chưa kịp nghiên cứu ám sát chi khí thì tên ám sát sư đã tự vẫn bởi vậy không cách nào hình thành ám sát đan điền cũng không có khả năng thi triển ám sát chi thuật động tác vừa rồi của hắn chỉ mô phỏng theo ám sát thuật mà thôi căn bản không có bản lĩnh nhất kích tất sát như ám sát sư cho dù trung niên nhân không xông tới thì hắn cũng không thể giết lên nam tẩu mục đích làm như vậy là hấp dẫn hắn tới gần sau đó phóng xuất vệ tâm độc một lần hành động giết hắn bằng thuốc độc trung niên nhân là kẻ chủ trì trận pháp chỉ cần hắn bị độc chết, trận pháp cũng không còn ý nghĩa nữa. Cái gì, là độc khí, tại sao có thể có độc khí lợi hại như vậy? Nhìn thấy hội trưởng đường đường cường giả trí tôn đỉnh phong hơi dính chút xương mù màu nâu thất khiếu đã đổ máu như vậy, bảy người còn lại trong trận pháp bị dọa sắc mà tái nhợt, bọn họ không còn tâm tư chiến đấu. Thích khách ám sát có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hạ độc cũng là một trong những thủ đoạn thường thấy, bởi vậy 89 Phần 10 trong những người này đều là dân nhà nghề trong dùng độc, chất độc có thể trong nháy mắt độc sát trí tôn là chất độc gì? Thật sự quá đáng sợ, chết đi, một chiêu đắc thủ, nhiếp vân sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, tay phải cầm huyền ngọc chi kiếm chém thẳng về phía trước, kinh lực bộc phát, đại địa chi thế lại hình thành lần nữa, từ đó nện thẳng lên người Lê Nam Tẩu. Trung niên nhân chúng độc, trận pháp đã mất đi tính linh hoạt, Lê Nam Tẩu cũng chỉ là khí tông mà thôi, hắn làm sao có thể ngăn cản công kích. Phốc, lực lượng cường đại phán hủy nội tạng của hắn, cơ bắp, xương cốt, hắn nện mạnh vào mặt đất và biến thành một miếng thịt nát. chương 253, thích khách công hội bị diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Còn các người cũng đi chết đi, sau khi trung niên nhân chúng độc thất khiếu đổ máu, cũng phá hư đại trận, lại đánh chết lên nam tẩu, nhiếp vân cầm huyền ngọc chi kiếm trong tay chém thẳng về phía trước, hắn tấn công 6 tên thích khách khí tông đang bày trận. Đại địa chi thế chú ý nặng nề đánh thẳng vào người mục tiêu, lại phối hợp đại lực chi khí, lực lượng cường đại tạo thành sóng xung kích hình quạt, sáu đại cao thủ còn chưa kịp đầu tẩu cũng có kết cục giống lên nam tẩu, cũng biến thành bánh thịt, bọn họ lần lượt ngã xuống mặt đất không nhúc nhích. Trốn, nhìn thấy trận pháp bị phá hư, hội trưởng bị chúng độc thất khiếu chảy máu, mọi người có ngốc cũng biết thiếu niên trước mặt đáng sợ, vốn một đám thích khách vô cùng hung hăng càn quấy, lúc này bọn chúng không ngừng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Âm âm, âm âm, âm âm, bọn chúng còn chưa kịp chạy đi xa đã nhìn thấy mấy đạo hào quang giết qua, lúc này đầu lâu bị đánh vỡ vụn rơi xuống mặt đất phía dưới. Phong lang vương, tử đồng, hắc nham ra tay. Hội trưởng thích khách công hội thực lực mạnh nhất và đám người Lê Nam Tẩu đều bị nhiếp phân độc chết, đánh chết cho nên không còn cao thủ gì đó, cho nên bọn chúng không phải là đối thủ yêu thú trí tôn. Lúc này bọn chúng nát đầu như pháo hoa đỏ tươi bắn tung tóe sang các hướng, đường đường thích khách công hội lại bê ến thành tu la sát chiến trường trong thời gian mấy giây. Nói ra cố chủ là ai, thi thể dương ngạn và phùng tiêu ở địa phương nào ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Sau khi thu độc khí còn lại vào trong hồ lô, nhiếp vân nhìn tên hội trường sắp bị độc chết đang hấp hối nằm dưới đất, ánh mắt của hắn băng giá. Chỉ cần đừng giết ta, nói cho ngươi biết cũng không có gì, kỳ thật. Kỳ thật dương ngạn và phùng tiêu cũng không chết, trung niên nhân không giống như đám tử sĩ lúc trước thả chết chứ không chịu khuất phục, cố gắng nén đau đớn lên tiếng. Thích khách học tập đạo giết người, cũng biết sợ hãi tử vong, chỉ cần không bước đến tuyệt cảnh thì tuyệt đối không muốn tử vong thiện thủy người nịch, thiện kỵ người rơi, thầy thuốc có thể cứu người nhưng lại sợ nhất mình nhiễm bệnh, thích khách giỏi về giết người nhưng lại sợ hãi tử vong. Đây là định lý, cho nên trung niên nhân vừa nghĩ tới mình sắp bị hạ độc chết cho nên hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ. Không chết, nhiếp vân khẽ giật mình, bọn họ ở đâu, bọn họ bị đưa đi tới tổng bộ thích khách công hội, cứu ta đi, cái gì ta cũng nói. Trung niên nhân giấy rụa gào thét, đưa đến tổng bộ thích khách công hội, thật không có chết, nhiếp vân vô cùng kích động bản thớ mình điên cuồng đánh chết đám thành chủ thành lạc nam công nhiên đối phó hoàng đế đế quốc lại diệt sạch phân bộ thích khách công hội cũng bởi vì đám người dương nạn đã chết hắn vô cùng tức giận nếu như không chết có phải tốt hơn không đúng là không chết lúc ấy lê nam tẩu chỉ đánh bọn họ bất tỉnh rồi đưa tới đây cũng không có giết về sau tổng bộ phái người tới mang bọn họ đi trung nhiên nhân vội vàng trả lời tổng bộ các ngươi ở đâu cố chủ các ngươi là ai hắn nhìn ánh mắt tên hội trưởng biết rõ hắn không nói dối nhiếp Vân hỏi, tổng bộ chúng ta là thần thánh đế quốc, cố chủ của chúng ta là hoàng thất đế quốc, là hoàng đế thần phong đế quốc giao tiền cho ta. Trung niên nhân nói, hoàng đế thần phong đế quốc, người muốn gả hỏa hoàng đế đế quốc để cho chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Khẽ vươn tay, nhiếp vân bóc cổ trung niên nhân và hừ lạnh. Không phải, đây là bằng chứng, không tin ngươi xem. Cảm nhận yết hầu đau đớn, trung niên nhân vội vàng lấy một cuốn sổ ra. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân cũng biết là sổ sách của thích khách công hội, là tới tờ cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy hồ sơ ám sát Dương Ngạn, Phùng Tiêu, quả nhiên là là hoàng đế đế quốc giao tiền mặt. Ta đã nói tất cả rồi, cũng cho ngươi xem, cứu cứu ta đi. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, trung niên nhân sắp không chịu nổi chất độc dày vò cho nên gào thét thảm thiết. Hừ, không để ý tới hắn cầu khẩn, Nhiếp Vân bóp mạnh, tiếng răng rắc vang lên, yết hầu của hắn bị bóp nát. Lúc trước thời điểm đánh chết Dương Ngạn sao không nói như vậy? nếu đã dám làm thì phải thừa na ẩn báo ứng tới ngay sau đó. Loại người như thích khách là kẻ tâm ngoan thủ lạt, dũ bọn chúng lại sớm muộn gì cũng có phiền toái, lại nói chất độc như phệ tâm độc không phải mình có thể giải, cho nên dây hắn đi tránh phiền. Toái về sau, ngươi, trung niên nhân trợn mắt, hắn không dám tưởng tượng chính mình nói tất cả nhưng tại sao đối phương vẫn hạ sát thủ. Hoàng đế đế quốc, tổng bộ thích khách công hội, hai mắt nhiếp phân híp lại, suy nghĩ chuyện quái dị trong đó. Hoàng đế đế quốc tự nói với mình dương ngạn và phùng tiêu tử vong, bản thân mình rời khỏi đế đô liền bị yêu tộc vây công. Hoàng đế đế quốc nói cho mình biết địa chỉ thích khách công hội, chính mình lại lâm vào âm dương thứ sát việt diệt đại trận. Nếu như không phải có phệ tâm độc trong tay, chỉ sợ hắn thật vỉa chết ở nơi này. Chẳng lẽ tất cả là âm mưu của hoàng đế đế quốc? Hắn mới là độc thủ sau màn, bản thân mình xuất hiện đã áp bách hoàng thất đế quốc không thở nổi, đối với vũ lực cường đại không nằm trong tầm khống chế của đế quốc, hoàng đế có thể làm ra chuyện như vậy cũng không đáng trách. Hoàng thất thần phong đế quốc, ta vốn không muốn bức các ngươi nhưng là các ngươi bức ta. Ánh mắt nhiếp vân mang theo sát khí vô hạn, hắn ban đầu không có ý niệm diệt sát hoàng thất đế quốc, hiện tại bọn chúng không ngừng thiết kế bẫy dập hãm hại mình, đúng là tội không thể tha thứ. Chủ nhân, tất cả người của thích khách công hội đã bị chúng ta đánh chết không còn một ai. Trong nội tâm đã sớm có quyết định, chợt nghe từ đồng tới gần. Báo cáo tình huống, tất cả đều chết xoay mặt nhìn chung quanh xem xét, quả nhiên rất nhiều thích khách đã bỏ chạy lúc này đều biến thành thi thể. Tuy thực lực những kẻ này mạnh nhất là binh giáp cảnh đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của yêu thú trí tôn, bọn chúng bị đám tử đồng tiêu diệt rất nhanh. Nếu như không nhờ các ngươi, vừa rồi những người này đã bỏ chạy khắp nơi, ta muốn tránh chết toàn bộ cũng không có khả năng. Nhìn thấy thi thể đầy đất, nội tâm nhiếp phân sinh ra suy nghĩ. Những người này đánh không lại chính mình nhất định sẽ trốn, hơn 10 người, vài trăm người bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng, cho dù muốn đuổi giết đánh chết tất cả bọn chúng là không có khả năng. chương 254, Phong Linh Thiên Dược Đại Pháp 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Có thêm ba yêu thú thì không giống, chúng có tốc độ bay nhanh, phân thủ ba hướng cho nên muốn đuổi giết quá dễ dàng. Hoàng thất thần phong đế quốc có không nhiều cường giả trí tôn nhưng cường giả khí tông lại hơn 100, nếu như thật động thủ, kiến nhiều cắn chết voi, ta sẽ gặp phiền toái lớn, không bằng, Nghĩ đến điểm này, đột nhiên nhiếp phân quay người nhìn ba yêu sủng của mình. Tiểu Đông, Lang Nhi, Thiết Nham, cho các ngươi thời gian ba ngày tập hợp thuộc hạ, tập hợp ở chỗ này, chờ hiệu lệnh của ta. Tìm thuộc hạ của chúng ta tới đây. Tử Đông, Thiết Nham sinh hoạt trong yêu thú cốc mấy trăm năm, thuộc hạ từng bầy, phong lang vương không cần nói, có thể xưng vương tự nhiên thuộc hạ không ít, chúng không rõ vì sao chủ nhân muốn tìm thuộc hạ của chúng chứ. Chủ nhân, chẳng lẽ muốn động thủ với hoàng thất đế quốc hay sao? Tử đồng hiểu ra đầu tiên, đôi mắt tím của nó mở to khó tin. Điều yêu thú vây công đế đô, đánh chết hoàng thất đế quốc. Nếu là thật thì chủ nhân quá điên cuồng rồi. Chủ nhân dẫn đầu yêu thú tấn công nhân loại. Hai con yêu thú còn lại cũng giật mình không nhỏ. Ân, ta có ý định lợi dụng đại quân yêu thú tấn công hoàng thất đế quốc. Lần trước ta chấn nhiếp quá nhỏ, đối phương vẫn dám động thủ với ta, cho nên lần này phỉa làm lớn một chút. Trong mắt nhiếp vân mang theo hung ác lần trước bản thân mình động thủ tiêu diệt trịa ra giường như còn không có tác dụng quá lớn đối phương vẫn không phóng thích phụ mẫu của hắn ra ngoài đã như vậy mình phải hung ác hơn nữa ngươi không phải đắc tội ta sao ta chẳng những muốn nhổ tận gốc của ngươi còn muốn diệt đế quốc của ngươi đã được xưng là ma tôn làm việc phải không hề cố kỵ mới được chỉ cần đạt được mục đích thì hắn có thể không cố kỵ thủ đoạn gì tốt chúng ta lập tức đi làm phong lang vương cũng là phần tử hiếu chiến nghe chủ nhân an bài như vậy cho nên nó cực kỳ hưng phấn cái đuôi lắc lắc nhanh hơn. Đi thôi, nhiếp vân khoát khoát tay, không quan tâm ba đại yêu sùng, chính mình nên tìm nơi yên tĩnh tu luyện. Vừa rồi bị nhốt trong âm dương thứ sát việt diệt đại trận cho nên hắn hiểu rõ, dốc hết sức làm mặc dù không tệ nhưng cũng có khuyết điểm, có đôi khi thực lực cường đại cũng không có nghĩa hắn sẽ chiến thắng tất cả. Ngay vào lúc nhiếp vân đang lâm vào tu luyện, hoàng cung đế quốc đang sinh ra chấn động không thua gì núi lửa bộc phát. Ha ha, tu luyện hơn 50 năm không có kết quả gì, không nghĩ tới bị tiểu tử kia bức bách xúc động phẫn nộ cho nên thành công. Sâu trong hoàng cung tại nơi bế quan có lính canh gác cẩn mật, đột nhiên có tiếng cười càn rỡ vang lên, mang theo hiểu rõ và thoải mái. Két, tiếng cười chấm dứt, một lão già mang theo mái tóc rối bù bước ra ngoài. Lão tổ, ngươi, cửa sân, hoàng đế đế quốc cung kính đứng ở đó, hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lão giả lôi thôi trước mặt. Lão tổ phong dụ là người chú trọng bộ dáng của mình, lúc nào nhìn thấy hắn cũng mặc trang phục quý giá, từ khi hắn hiểu chuyện tới bây giờ mới gặp qua bộ dáng như vậy. Ta vừa mới đột phá, còn chưa kịp tắm rửa mà thôi. Phong dụ cười nói, đột phá, chẳng lẽ là phong linh thiên dược đại pháp, hoàng đế đế quốc vốn sững sờ sau đó ánh mắt nóng bỏng. Không sai, chính là phong linh thiên dược đại pháp đạt được đột phá. Phong dụ vuốt vuốt tròm dâu, hắn tự hào nói không nên lời. Gia tộc chúng ta suốt 300 năm qua không có ai thành công, ta cũng tu luyện suốt 50 năm, không nghĩ tới hiện tại đã đột phá. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, hoàng đế vội vàng ôm quyền chúc mừng, đúng là đáng giá chúc mừng, đột phá phong linh thiên dược đại pháp sẽ triệt để kích phát phong cổ huyết mạch, tuy an điền sẽ không tăng nhiều nhưng tốc độ tu luyện sẽ tăng lên nhiều, về sau đột phá đến đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cũng không phải không có khả năng. Phong dụ gật đầu, phong cổ huyết mạch, hoàng đế bệ hạ sững sờ, xem ra ngươi còn không hiểu rõ, cũng đúng, ta chưa từng nói qua với ngươi, đại lục của chúng ta gọi là đại lục khí hải bởi vì tu luyện giả chủ tu khí hải cho nên đặt tên như vậy người cũng biết trên đại lục có bảy đại đế quốc người từng nghe qua đại lục có thập đại cổ mạch hay chưa phong dụ nói thập đại cổ mạch hoàng đế đế quốc lắc đầu vẻ mặt mê mang phần đông đều biết huyết thống chia làm hoàng tộc vương hầu quý phàm năm cấp bậc huyết thống hoàng tộc thượng phẩm có chín đại đan điền là huyết mạch tôn quý nhất nhưng còn có một loại huyết mạch còn bao trùm trên cả huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm Phong dụ giải thích, còn có huyết mạch trên cả huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm sao. Này, này, hoàng đế đế quốc biến sắc, cho tới nay hắn nghe nói qua huyết mạch hoàng thượng phẩm là cao quý nhất, nghe được lão tổ nói như vậy đã phá vỡ thế giới quan của mình. Không cần khiếp sợ, năm đó ta lần đầu tiên nghe được chuyện này cũng có vẻ mặt không khác người bao nhiêu đâu. Vốn dựa theo quy của người đạt tới cấp bậc trí tôn thì ta sẽ nói cho người biết nhưng ta đã đạt được đột phá, thành công kích hoạt phong cổ huyết mạch trong cơ thể, gia tộc chỉ biết càng ngày càng hưng thịnh, nói nói cũng không sao. Phong cổ huyết mạch, chẳng lẽ phong gia chúng ta thuộc về thập đại cổ mạch hay sao? Hoàng đế đế quốc hai lần nghe nói phong cổ huyết mạch, trong nội tâm khẽ động. Không sai, thập đại cổ mạch, đó là huyết thống thượng cổ truyền. Xuống, mỗi một loại đều vô cùng tôn quý, người có được loại huyết mạch này, một khi triệt đề kích hoạt, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, đột phá đạt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cũng không phải không thể trên đại lục khí hải linh khí quá thấp, cổ mạch vừa ra đời trên cơ bản đều bị phong bế, chỉ có đạt tới cấp bậc trí tôn hơn nữa học được bí pháp gia tộc truyền thừa mới có thể triệt để kích hoạt. Phong gia chúng ta suốt 300 năm qua không ai kích hoạt được, chính bởi vì như thế cho nên thần phong đế quốc mới trở thành tồn tại kế cuối trong bảy đại đế quốc. Nói đến đây phong dụ thở dài một tiếng, kích hoạt huyết mạch khó khăn như vậy, hoàng đế đế quốc cao mày. Đúng thế, chính là bởi vì như thế cho nên phong gia chúng ta suốt 300 năm qua không xuất hiện siêu cấp cao thủ nếu không phải tiền bối uy hiếp vẫn còn, danh khí thập đại cổ mạch rất lớn, người cho rằng bằng vào chúng ta có thể một mình khống chế đế quốc hay sao? Nói tới lịch sử tiền bối, tâm tình của phong dụ xa sút chương 255, Phong Linh Thiên Dược Đại Pháp 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cũng đúng, Hoàng đế đế quốc gật gật đầu, rốt cục hiểu được. Đại lục khí hải có 7 đại đế quốc, thực lực kém cỏi nhất chính là Thần Phong đế quốc, thực lực tổng thể còn kém một gia tộc vương phẩm của thần thánh đế quốc, nếu như bọn họ có thể ngồi vững Giang Sơn, hoàng đế đế quốc vốn cho rằng còn có lão tổ uy hiếp, hiện tại xem ra là có nguyên nhân. Những chuyện này đã là quá khứ, nói ra làm người ta mất hứng, hiện tại ta luyện thành phong linh thiên dực đại pháp, kích hoạt huyết mạch cho nên về sau chúng ta có thể chiếm một ghế trong gia tộc nhất lưu tại thần thánh đế quốc. Phong dụ cười ha ha, tôn nhi dựa vào lão tổ, hoàng đế đế quốc khẽ khom người, ân, phong dụ gật gật đầu đang muốn lên tiếng, chợt nghe bên ngoài có hộ vệ chạy tới. Bẩm bệ hạ, lão tổ la ra la thiên tường và thiên tài tôn giả mạc ngạn thanh cầu kiến. Được, bảo bọn họ đi vào đi, đôi mắt phong dụ sáng ngời. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh hai người đã xuất hiện ở cửa. Thì ra hoàng đế bệ hạ cũng ở đây, hai người đi vào gian phòng, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đang ở đây thì cười nói. Tuy trí tôn không quá xem trọng hoàng quyền nhưng lễ tiết vẫn phải có. Không biết hai vị cùng tới đây vào lúc này là muốn làm chuyện gì. Phong Dụ hỏi, lúc này chúng ta tới muốn thương nghị với Phong Dụ đại nhân một chút về việc báo thù. Trên mặt La Thiên Tường sinh ra oán hận, Nhiếp phân tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh bại ta, mất hết mặt mũi, ta hận không thể ăn thịt hắn. Không sai, hắn dám cướp danh tiếng thiên tài của ta, ta cũng muốn giết hắn. Ánh mắt mạc ngạn thanh mang theo hàn ý, giết hắn, ta cũng muốn giết hắn nhưng lúc trước chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hiện tại có thể giết hắn. Đôi mắt Phong Dụ sáng ngời, không biết nghĩ cái gì, cố ý hỏi. Ha ha, ta và Mạc Ngạn Thanh Trí tôn sau lần thất bại quay về tu luyện đều có tiến bộ, tin tưởng bằng vào thực lực bây giờ, cho dù Nhiếp Vân có mạnh hơn gấp đôi cũng không phải đối thủ của chúng ta. La Thiên tường tràn đầy tự tin. A, à, không biết hai vị đã luyện thành công phu gì, phong dụ không nghĩ tới hai người này cũng có tiến bộ nên hỏi thăm. Ngày đó bị một kiếm của Nhiếp Vân đả thương, sau khi ta quay về tu luyện đã đột phá phong lôi thân pháp tu luyện nhiều năm chưa thành. Mạc Ngạn Thanh tự nghĩ ra kiếm pháp cũng lĩnh ngộ kiếm thứ ba uy lực kinh người, tin tưởng lại gặp Nhiếp Vân lần nữa, mặc dù Phong Dụ đại nhân không ra tay, hai người chúng ta cũng có thể chiến thắng hắn. La Thiên Tường vẻ mặt kiêu ngạo, bọn họ đều là lão tổ gia tộc, là siêu cấp cường giả thành danh rất nhiều năm, có thể nói đã quen đứng ở đỉnh phong thế gian, hiện tại. Trước mặt mọi người bị Nhiếp Vân đánh bịa không thể hoàn thủ, danh dự tổn thương lớn có thể nghĩ. Phong Lôi thân pháp, đệ tam thức, đôi mắt phong dụ lóe sáng. Hắn ở chung với La Thiên Tường nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn biết rõ phong lôi thân pháp rất rõ ràng, bắt đầu thi triển phong lôi thân pháp thì uy lực của nó quỷ thần khó lường, một khi luyện thành hoàn toàn có thể gia tăng thực lực La Thiên Tường lên gấp bội. Về phần mạc ngạn thanh tự nghĩ ra kiếm pháp, phong dụ càng hiểu rõ trong lòng, năm đó hai người từng giao thủ với nhau, lưu tinh đầy trời, chiếu dọi cửu thiên, hai đại tuyệt chiêu thi triển đi hào quang sáng ngời, uy lực vô cùng. Hai chiêu trước đã lợi hại như vậy, chẳng phải chiêu thứ ba còn mạnh hơn hay sao? không sai thực lực của chúng ta có tiến bộ nếu như phong dụ đại nhân lại ra tay nhất định có thể chém giết tiểu tử kia rất dễ dàng sắc mặt mạc ngạn thanh em mờ lãnh tốt tốt tiểu tử nhiếp phân này có một chút thực lực nên cố ý sằng bậy ta đã sớm muốn giết hắn hiện tại gần đây thực lực của ta hơi có đột phá không bằng ba người chúng ta giao thủ trước cũng làm quen với nhau một chút phong dụ hưng phấn ra mặt tốt mạc ngạn thanh và la thiên tường nhìn nhau đồng thời gật gật đầu thực lực phong dụ đã mạnh hắn nói có một tia đột phá thực lực khẳng định cường đại đáng sợ bản thân hai người cũng muốn tôi luyện thành quả của mình động thủ đi hô nhỏ một tiếng hai người mặc ngạn thanh là thiên tường đồng thời tiến lên phía trước lúc này một đạo kiếm quang và một nắm đấm tấn công phong dụ kiếm quang như thủy triều một lớp sóng trồng lên một lớp sóng ba kiếm qua đi hình thành lực lượng vô cùng đáng sợ trong chốc lát liền bao phủ cả tiểu viện trên nắm đấm mang theo tiếng nổ mạnh phối hợp thân thể như thiểm điện thanh thế nắm đấm của la thiên tường mang theo khí thế làm người ta sợ hãi hảo công phu thấy hai người vừa ra tay đã có uy lực như thế đúng là mạnh hơn mấy ngày trước gấp hai ba lần phong dụ hưng phấn thét dài một tiếng hai tay đánh thẳng về phía trước hắn đánh ra một chảo như linh dương quải rác xuyên qua vô số khe hở tấn công hai đại trí tôn oanh ba đại cường giả trí tôn giao thủ sinh ra khí kình nóng bỏng từ đó đánh vật phẩm chung quanh thành bột mịn hoàng đế đế quốc cùng với rất nhiều hộ vệ căn bản không thể xen tay vào lúc này toàn bộ rút lui ra ngoài viện trong nội tâm kinh hãi nhìn ba người tỉ thí với nhau thật mạnh phong dụ đại nhân vậy mà lợi hại như vậy một chiêu có thể ngăn cản công kích của hai người chúng ta thực lực phong dụ đại nhân còn mạnh hơn lúc trước gấp bội đám người mặc ngạn thanh là thiên tường liên thủ nhưng bị phong dụ đánh bại dễ dàng hai người vốn sững sở nhưng sau đó trên mặt mang theo cuồng nhiệt thực lực của bọn họ tê ến nhanh vốn cảm thấy đánh chết nhiếp phân không thành vấn đề hiện tại phát hiện đồng bọn phong dụ càng mạnh hơn nữa tự nhiên mừng rỡ như điên. Ha ha, các ngươi sử dụng công kích mạnh nhất đi, ta cũng muốn xem mạnh như thế nào. Phong dụ thét dài một tiếng, thực lực phong dụ vốn đã rất mạnh, hiện tại đón đỡ La Thiên Tường và Mạc Ngạn Thanh liên thủ công kích cũng thôi, hiện tại chẳng những còn đánh lui bọn họ, từ đó tự tin của bọn họ cũng trở lại. Tốt, phong dụ đại nhân đừng lo, ta tới trước. Phong lôi thân pháp, La Thiên Tường đi đầu phát động công kích, thân ảnh của xuất hiện sấm sét đầy trời, sân nhỏ lập tức xuất hiện bốn thân ảnh bốn thân ảnh xuất quyền tấn công phong dụ, chiêu số không giống nhau, mang trong mình tật phong với thanh thê kinh người. chương 256, phong dụ cường đại, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com truyền thuyết phong lôi thân pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Có thể huyễn hóa thành 16 bóng dáng, mỗi một bóng dáng có thể thi triển chiêu thức khác nhau, tương đương với 16 người liên thủ công kích. Tuy là thiên tường không có tu luyện tới cảnh giới này nhưng có thể toàn lực thi triển tương đương với 4 người đồng thời công kích, hơn nữa tâm ý tương thông, thực lực gia tăng gấp 4 lần. Ta cũng tới, thiểm quang nhất kích, thời điểm La Thiên Tường biến thành bốn người đồng thời tấn công phong dụ, Mạc Ngạn Thanh cũng hành động. Hắn cầm trường kiếm, tuy không phải là lạc tinh đầy trời, cũng không phải chiếu dọi cửu thiên, vừa ra tay đã là khí thế thấy chết không sờn giống như ngôi sao băng tiến lên phía trước, người và kiếm dung hợp với nhau đâm tới một kích. Nhân kiếm hợp nhất, dĩ nhiên là nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới kiếm pháp cao nhất, nghe nói tu luyện tới loại cảnh giới này, người chính là kiếm, kiếm chính là người, một chiêu đánh ra căn bản không có sơ hở gì. Bằng vào tuổi này có thể lĩnh ngộ chiêu số như vậy, không hổ là thiên tài trí tôn, thật mạnh. Hoàng đế đế quốc và rất nhiều hộ vệ nhìn thấy mạc ngạn thanh công kích, đồng tử bọn họ co rụt lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhân kiếm hợp nhất là một cảnh giới đặc thù, đại biểu cho kiếm thuật đại thành, có thể thi triển ra chiêu này không ai không phải cường giả tuyệt thế. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ mặc ngạn thanh năm nay chỉ hơn 30 đã triệt để lĩnh ngộ ra phong lôi thân pháp một người biến bốn, nhân kiếm hợp nhất. Tốt, hai người các người tiến bộ rất lớn, khó trách dám nói có thể đánh chết nhiếp vân, ha ha, ta cũng có tiến bộ không nhỏ, kích hoạt phong cổ huyết mạch, phong linh thiên dược đại pháp. Đối mặt hai đại trí tôn công kích, phong dụ cũng không hoảng hốt, hắn cười nhạt một tiếng, đột nhiên thân thể của hắn bành trướng, cơ bắp vốn co quắt lại bành trướng giống như ma thần hàng lâm nhân gian. Truyền thuyết người ma tộc trời sinh khí lực cường đại, mỗi một ma tộc có cơ bắp hùng tráng đường cong no đủ, đại biểu cho lực lượng cực hạn, phòng dụ kích hoạt phong cổ huyết mạch cho nên có được hiệu quả cường đại như ma nhân. Hô, không chỉ như thế, cờ bắp của phong dụ no đủ nhưng sinh ra hai cái cánh, cánh này khác với yêu thú là không có lông vũ, toàn thân đen nhánh nhưng lại sinh ra hàn quang, hơn nữa mang theo lực lượng phi hành phá không rất mạnh. Ma tộc thiên dực, la thiên tường chấn động, ma tộc trong truyền thuyết chẳng những cờ bắp no đủ, hơn nữa còn có thiên dực phá không phi hành, xuyên thẳng qua thiên địa. Tuy đôi cánh của phong dụ không cường đại như ma nhân, chỉ bằng vào tốc độ này có thể đuổi theo phong lôi thân pháp của mình. Phá, thân thể biến hóa chấm dứt, phong dụ cắn đầu lưỡi, hắn lập tức quát lớn, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể hắn như hóa thành 5 người, phân biệt tấn công la thiên tường và mạc ngạn thanh. Dầm 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 dầm, năm âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp, la thiên tường sử dụng phong lôi thân pháp biến thành bốn người đồng thời rút lui và hợp lại làm một, sắc mặt mạc ngạn thanh tái nhợt rơi xuống mặt đất. Lợi hại, Đáng sợ, hai người nhìn sang phong dụ trước mặt, trong nội tâm sinh ra suy nghĩ. Mặc dù trước kia thực lực có tranh lệch với phong dụ nhưng tranh lệch không tính là lớn, hiện tại phát hiện tranh lệch chẳng khác gì núi cao biển cả, không cách nào so sánh với nhau. Ha ha, tốt, chúng ta chỉ đọ sức một chút mà thôi, cũng không phải chiến đấu sinh tử gì. Mấy người chúng ta đều có tiến bộ lớn trong vài ngày qua, gặp lại nhiếp vân hẳn có thể đánh chết hắn không nghi ngờ. Dường như nhìn thấy sợ hãi trong mắt hai người, phong dụ cười ha hả. Ha muốn đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài nhất định phải có thực lực chấn nhiếp người khác sở dĩ phong dụ muốn đấu với hai người chính là vì thế tuy la thiên tường và mạc ngạn thanh sẽ không cướp đoạt giang sơn của mình nhưng phải để bọn họ biết rõ không thể đối kháng với mình như vậy về sau mới có lợi đó là tự nhiên nhiếp vân phải chết ta thấy cải lương không bằng bạo lực có lẽ hắn đang ở trong vân vương phủ không bằng ba người chúng ta đánh chết hắn đi mạc ngạn thanh và la thiên tường cũng biết ý của phong dụ lập tức không hề nói nhảm hắn lập tức đổi chủ đề lên người nhiếp vân. Được rồi, phong hắn thành vân vương chỉ là kế tạm thích ứng mà thôi, hiện tại chính là tử kỳ của hắn. Phong dụ cũng gào thét một tiếng, lão tổ, hai vị trí tôn đại nhân chậm đã, nhìn thấy ba chí tôn muốn đánh chết nhiếp vân, hoàng đế đế quốc hưng phấn đôi mắt sáng ngời, vội vàng từ ngoài tiểu viện chạy vào. Tiểu tử nhiếp vân hiện tại không ở trong vân vương phủ, đã bị ta thiết kế đi chém giết với thích khách công hội rồi, cho dù hiện tại không chết cũng trọng thương tự giết nhau với thích khách công hội. Tốt, tốt, chúng ta vừa lúc đi đánh chó mù đường, cũng giết hắn ngay lập tức. Phong dụ cười to, trong lời nói không hề mang theo tôn nghiêm của cao thủ. Nhiếp vân không đến 17 tuổi, đã có được như thế thực lực, tại phong dụ bọn người xem ra, và cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không có gì khác nhau, phải mau chóng giết chết, bằng không thì, ai biết hắn lúc nào sẽ đột phá. Thật muốn đạt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, coi như mình bọn người thực lực lại tăng trưởng gấp 10 lần, cũng chỉ hội rơi vào nuốt hận tử vong kết cục. Suy nghĩ đánh chó mù đường không tệ nhưng chó mù đường không dễ đánh như vậy đâu. Phong dụ còn chưa dứt lời, đột nhiên trong đám hộ vệ có tiếng nói vang lên. Người nào, ngữ khi nói chuyện mang theo lực lượng 10 phần, phong dụ sướng sở, đôi. Mắt của hắn bắn ra kim quang vô cùng bá đạo nhìn thẳng vào đám. Hộ vệ, ha ha, đối mặt ánh mắt của hắn, một thanh niên hộ vệ không có chút sợ hãi, hắn bước về phía trước và đưa tay vuốt lên gương mặt của mình một chút, lúc này dung mạo của hắn biến hóa khác thường, đó chính là tên hộ vệ đã bảo hoàng đế đế quốc lừa gạt nhiếp vân. Di Hoàng Trí Tôn, tại sao ngươi lại, nhìn rõ bộ dạng của ngươi vừa xuất hiện, đám người phong dụ đồng thời giật mình không nhỏ. Thanh niên này không phải là người nào khác, hắn chính là tông chủ Di Thiên Tông Di Hoàng Trí Tôn. Đương nhiên sau khi hắn biến hóa dung mạo đã không phải là thanh niên, hắn là một trung niên với đôi chân mẻ uy nghi khác thường. Đường đường tông chủ Di Thiên Tông có địa vị không thấp hơn Hoàng đế đế quốc, vì sao phải ngụy trang thành hộ vệ xuất hiện tại nơi này chứ? chương 257, Di Hoàng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Di Hoàng cười nhạt một tiếng, hắn không trả lời câu hỏi của phong dụ nhưng khoát tay ngăn cản đối phương nói tiếp. Vừa rồi nhìn thấy ba vị giao thủ cho nên ta có chút ngứa tay, không bằng ta cũng thử xem, thử xem thực lực của các ngươi mạnh tới mức nào. Giao thủ với ngươi sao? Ba người phong dụ, mạc ngạn thanh, la thiên tường nhìn nhau, bọn họ nhìn ra trong mắt nhau có một tia hưng phấn khó nói thành lời trước khi nhiếp vân chưa xuất hiện di hoàng trí tôn được xưng là đệ nhất cao thủ của thần phong đế quốc thực lực của hắn mạnh bao nhiêu không ai có thể biết được về sau sau khi nhiếp vân ngang trời xuất thế có người nói thực lực của hắn mạnh hơn một ít nhưng cũng có người nói di hoàng trí tôn càng tốt hơn bởi vì hai người không còn chưa giao thủ cho nên không ai biết trong bọn họ ai mạnh hơn ai phong dụ luyện thành phong linh thiên dược đại pháp cho nên kích hoạt phong cổ huyết mạch trong cơ thể tin tưởng tăng gấp đôi, cũng đang muốn khiêu chiến với đệ nhất cao thủ. Tốt, ta tới trước. Thấy đối phương đứng bất động tại chỗ, phong dụ giống một tiếng đi tới. Không cần, ba người các ngươi cùng xông lên đi. Trên mặt Di Hoàng Trí Tôn mang theo vui vẻ nhàn nhạt. Ba người chúng ta cùng lên sao? Vẻ mặt đám người mặc ngạn thanh lúc này biến thành khó coi tới cực điểm. Vừa rồi ba người bọn họ đọ sức sức với nhau bởi vì là luận bàn, tuy không có thi triển ra lực lượng cường đại nhất nhưng cũng thể hiện chính thành thực lực của bản thân nhìn thấy những việc này còn dám chủ động khiêu chiến ba người bọn họ, chẳng lẽ Di Hoàng Chí Tôn cường đại như thế? Như vậy rất tốt, chúng ta cũng không khách khí, ba người chúng ta cùng xông lên một lượt đi. Tuy ba người liên thủ với nhau có cảm giác như bị sỉ nhục như đám người phong dụ cũng biết rõ danh khí của đối phương cho nên không dám chủ quan. Được rồi, bắt đầu đi, phong linh thiên dược đại pháp. Phong lôi thân pháp, nhân kiếm hợp nhất, thiểm quang nhất kích, ba người nhìn nhau sau đó cùng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của bản thân. Ba đại cao thủ trí tôn đỉnh phong đồng thời ra tay có thể làm thiên địa biến hóa, gió nổi mây phun, cả tiểu viện bị năng lượng đặc thù bao phủ nhưng những người ở gần đó đều có cảm giác áp lực nặng nề. Ba người này liên thủ chỉ sợ một ngàn người chúng ta có cùng lên cũng bị giết dễ dàng. Đối mặt với ba chiêu anh kích tới gần, Di Hoàng Trí Tôn cũng không trốn tránh, ngược lại cười nhạt một tiếng, bàn tay thon dài hơi động một chút. Ngón tay của hắn rất dài, bảo dưỡng không tệ, cũng không có vết chai và da chết nào cả, bàn tay bóng loáng giống như sử nữ, bàn tay tinh xảo như vậy đánh một chảo về phía trước nhìn thế nào cũng có cảm giác như đang vuốt ve. Oanh, ba, một chảo như tình nhân vuốt ve nhau làm khí lưu trên không trung đông cứng, lực lượng oanh kích nặng ngàn cân của ba người bị hóa giải dễ dàng, tan thành mây khói không còn tồn tại. Đăng 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 đăng, đám người phong dụ đã bị lực lượng cắn trả, đồng thời lui về phía sau vài bước với sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Ha ha, cảm thấy như thế nào? Thực lực của ta cũng tạm được chứ? Một chiêu đánh bại ba người, Di Hoàng Chí Tôn chắp hai tay sau lưng và vui vẻ nhàn nhạt. Lợi Hải, ánh mắt ba người biến thành ngạc nhiên, nắm đấm siết chặt, bọn họ không tự chủ gật đầu. Thực lực của ba người có tiến bộ rõ ràng nhưng ở trước mặt Di Hoàng Chí Tôn lại có cảm giác như hài tử, thực lực của hắn mạnh tới mức nào? Không hổ là đệ nhất cường giả thần phong đế quốc, mạnh tới mức đáng sợ. Thực lực của ta như vậy cũng không dám dễ dàng đi gây phiền toái cho nhiếp vân, chẳng lẽ thực lực của các ngươi còn cao hơn ta sao? Thấy bọn họ gật đầu, Di Hoàng Chí Tôn cười nhạt và nói. Không dám đơn giản đi gây phiền toái cho nhiếp vân. Nhiếp vân có thực lực đáng sợ như thế. Phong dụ sướng sờ, mấy ngày hôm trước hắn và nhiếp vân cũng đã giao thủ, cũng ngăn cản chiêu đại địa chi thế cổ quái. Hiện tại bản thân mình có thể hoàn toàn giết chết hắn của mấy ngày trước. Tại sao Di Hoàng Chí Tôn đường đường là đệ nhất cao thủ lại không dám gây phiền toái cho nhiếp vân? Ha ha, tiểu tử nhiếp vân không đủ gây sợ, ta lo lắng sư phụ của hắn. Di Hoàng Trí Tôn nhìn ra nghi hoặc của mọi người sau đó lên tiếng giải thích. Sư phụ, mọi người vốn sững sờ nhưng sau đó hiểu ra và ngạc nhiên. Đúng thế, có thể dạy ra một thiếu niên chưa đủ 17 tuổi có thực lực trí tôn đỉnh phong, sư phụ của hắn có thể là người đơn giản hay sao? Lúc trước bọn họ bị thù hận che mặt, chỉ muốn báo thù cho nên xem nhẹ điểm này. Không sai, bởi vì chính ta biết rõ chuyện hắn có sư phụ, lúc này mới ngụy trang trở thành một tên hộ vệ để dễ dàng quan sát tình hình. Di Hoàng Trí Tôn nói, sư phụ hắn là ai? Chẳng lẽ là cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh? Phong dụ vội vàng hỏi, rốt cuộc tu vi như thế nào thì ta không rõ lắm, nhất định là siêu cấp cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, nếu như không phải như vậy ta đã sớm động thủ chứ đâu có chờ tới bây giờ làm gì. Di Hoàng xoa xoa mi tâm, dường như hắn vô kế khả thi. Thực lực của hắn xem như đỉnh phong trong hàng ngũ trí tôn, ở trong mắt của cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh chẳng khác gì rác dưới. Đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ chẳng lẽ tùy ý để nhiếp vân cáo mượn oai hùng tiêu diêu tự tại phong dụ siết chặt nắm đấm như vậy cũng không phải chúng ta phải nghĩ biện pháp thật tốt trước kia nhiếp vân đi thích khách công hội ta đã âm thầm phái người đuổi kịp hiện tại hắn tiêu diệt sạch thích khách công hội cũng có khả năng bị thương lúc đang tu dưỡng tại đông giao thánh sơn nếu muốn giết hắn phải dựa vào cơ hội lần này di hoàng trí tôn chậm rãi nói ra trước khi động thủ phải bố trí đại trận để hắn không thể đào tẩu không thể truyền tin tức ra ngoài, nếu không, một khi bị sư phụ hắn biết là chúng ta động thủ, hậu quả không phải chúng ta muốn nhìn thấy. Di Hoàng Trí Tôn nói không sai, chỉ cần có thể đánh chết nhiếp vân, ta nguyện ý nghe theo ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phong dụ là người nào, trong mắt của hắn hận không thể tháo đối phương ra thành tám khối, đã biết rõ hắn khẳng định có mưu kế nhưng cần đám người bọn họ tỏ thái độ mà thôi, vì vậy vội vàng tỏ thái độ. Chúng ta sẽ nghe theo Di Hoàng Trí Tôn an bài chương 258, Ám Kình. chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc Ngạn Thanh, là Thiên tử cũng không ngốc, bọn họ biết rõ cho nên vội vàng ôm quyền. Được rồi, nếu như vậy chúng ta cùng đi giết nhiếp phân. di hoàng trí tôn siết chặt nắm đấm, đôi mắt của hắn sinh ra hào. Quang, trong một thạch động an tĩnh của Lạc Định Sơn, một khối không khí màu vàng nhạt sinh ra giống như kén tầm, nó rậm rạp như kén tầm, nó bắn ra vô số đạo hào quang và phản chiếu thân ảnh đang ngồi bên trong thân ảnh này hô hấp giống như trường kinh hấp khí, lại trải qua 10 phút sau, trong bung của thân ảnh này phát ra âm thanh ùn ụp. Hấp khí làm ổ bụng sôi trào giống như phương pháp luyện khí, gọi là hơi. Linh khí, tên như ý nghĩa, nó là khí thế linh tính đặc thù, nếu muốn nhanh chóng chuyển hóa cho bản thân mình thì phải trải qua chương nấu, chương nấu để nó thuận theo bản thân, triệt để biến thành đồ của chính mình. Hô, tiếng kêu vang kéo dài hơn 10 phút đồng hồ, bóng người há miệng phun ra một mũi tên. Mũi tên khí này có màu nâu, vừa nhìn đã biết đó chính là tạp chất, phun ra dính vào cọng cỏ xanh bên cạnh hang đá, cọng cỏ non nhanh chóng héo rũ không tồn tại. Răng rác, sau khi hít sâu một hơi, bàn tay của bóng người kêu răng rác, khí lưu như kén tầm dung nhập vào trong cơ thể của bóng dáng, lòng bàn tay xuất hiện một tầng bột phần rơi xuống trên mặt đất. Khí hải tăng lớn, thập đại đan điền đồng thời vận chuyển, tốc độ hấp thu linh khí quả nhiên đáng sợ. May mắn hắn đạt được một ít linh thạch trong lưỡng dưới sơn, nếu không thật không đủ tu luyện. Thở dài một hơi, bóng người nhìn bột phấn trắng noãn nằm trên mặt đất không xa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Những bột phấn màu trắng này chính là cặn của linh thạch sau khi hấp thu linh khí còn sót lại, linh thạch là khoáng thạch đặc thù do thiên địa tự nhiên tạo ra, trong đó ẩn chứa linh khí đậm đặc, hấp thu linh khí trong đó để tu luyện tốc độ còn nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Lúc ở lưỡng giới sơn từng thu được 32 viên linh thạch, trải qua hấp thu một thời gian ngắn đã tiêu hao không còn lại gì. Hấp thu nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ người bình thường đã đạt tới trí tôn đỉnh phong nhưng khí hải của nhiếp vân thật sự quá lớn hấp thu thời gian dài như vậy nhưng vẫn là trí tôn sơ kỳ nếu như không phải lực lượng hùng hậu không ít thì hắn cho rằng mình đã lãng phí những linh khí kia tuy trong nội tâm bất đắc dĩ nhưng nghĩ lại cũng không có biện pháp cũng giống như một hồ lô nước áp xúc thành mật độ thủy ngân cho dù khó khăn nhưng cũng có thể hoàn thành nếu như áp xúc một dòng sông thành mật độ của thủy ngân thì sao khí hải tăng lớn sớm biết có lợi và có tệ nhưng không nghĩ tới nó lại phiền toái lớn như vậy Trước kia mở thập đại đan điền có nghiên cứu qua, không nghĩ tới 10 đan điền lại xếp thành tổ hợp đặc thù, từ đó ta có thể gia tăng tốc độ hấp thu và luyện hóa linh khí đều gia tăng gấp 10 lần. Cũng vứt bỏ không thoải mái trong lòng, nhiếp phân dùng tinh thần nội thị nhìn khí hải trong thập đại đan điền, hắn tâm tắc kêu kỳ. Huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm có thể nói huyết mạch thuần chính nhất trong thiên hạ nhưng chỉ có 9 đan điền, hiện tại chính mình lại có 10, nói ra sợ rằng không có người tin. Sau khi mở đan điền nhưng hắn không có quá nhiều thời gian nghiên cứu, lợi dụng thời gian rãnh nghiên cứu một chút thì hắn. Kinh nghỉ phát hiện thập đại đan điền đang sắp xếp đặc thù, ẩn ẩn trợ giúp gia tăng tốc độ vận hành chân khí lên gấp 10 lần. Tốc độ vận hành chân khí càng nhanh, dùng đơn vị vật lý có thể nói thành công suất, công suất càng lớn thì hiệu suất càng mạnh. Nói cách khác tuy hắn vẫn là cấp bậc trí tôn sơ kỳ không có gia tăng nhưng bởi vì 10 đan điền sắp xếp đặc thù cho nên vận chuyển chân khí rất nhanh, từ đó thực lực của nhiếp vân tăng gấp 10 lần so với lúc hắn tiêu diệt thích khách công hội chân khí đã củng cố triệt để, trong thời gian ngắn muốn tinh tiến có chút khó khăn, không bằng thừa dịp này nghiên cứu kiếm pháp một chút. Sau khi đạt được huyền ngọc chi kiếm nhưng nhiếp vân đã bắt đầu lữ trình tự nghĩ ra kiếm pháp, chiêu thứ nhất Sơn Hà chi thế, có thể kích phát lực lượng Sơn Hà áp xuống làm cho không người có thể ngăn cản, chiêu thứ hai là đại địa chi thế ẩn chứa đại địa trầm trọng, một chiêu này có thể lật úp trời xanh, không ai có thể ngăn cản. Hai chiêu này dùng lực lớn làm chủ, khí thế to lớn, vô kiên bất tồi, nhưng gặp phải loại trận pháp mềm mại như lúc ở thích khách công hội lại giật gấu vá vai, đụng vào tất gấy, cương mãnh có thừa nhưng nhu kình chưa đủ. Dễ vỡ, mềm yếu vô lực, quyền ngọc chi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, nhiếp vân lần lượt bổ xuống làm hắn lâm vào suy nghĩ. Quyền ngọc chi kiếm dùng chắc chắn, nặng nề nổi danh, hiện tại nằm trong tay hắn bay bổng như cây gỗ, mang theo hương vị linh động phiêu giật. Ân, không đúng, luyện một hồi, nhiếp vân cao mày lắc đầu, cánh tay lắc lư sau đó thay đổi kiếm pháp lần này kiếm pháp trầm trọng hữu lực không khí như hóa thành nước bùn bên trong mang theo ma thanh như phong lôi nổ vang khí bạo đáng sợ làm sơn động sụp đổ như vậy cũng không đúng uy lực còn không bằng đại địa chi thế thử như vậy xem cũng không đúng tất cả đều không đúng tay phải cầm huyền ngọc chi kiếm không ngừng vung vẩy múa may trong đầu nhiếp vân liên tục sinh ra suy nghĩ sáng tạo kiếm pháp và đại sư điêu khắc chú ý cảm mộ cho dù có tích lũy hùng hậu tinh thông vô số kiếm chiêu cũng không thể sáng tạo ra chiêu kiếm mới cho nên mặc dù nhiếp vân có được kinh nghiệm kiếp trước kiếm đạo cũng rất mạnh nhưng hắn rất khó sáng tạo kiếm pháp mới. Dường như không đúng, lần lượt phung vẩy, nhiếp vân cảm giác bản thân mình đắm chìm trong ý cảnh sáng tạo quên đi thời gian, quên không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ sáng đến tối, từ tối lại đến dạng sáng, nhiếp vân vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng hắn không ngừng cầm huyền ngọc chi kiếm múa may loạn xạ. Hắn dường như biến thành khôi lỗi chỉ có thể hoạt động, cũng không có chút linh khí chấn động gì, hắn giống như tác phẩm điêu khắc chỉ đợi đá vụn tiêu tán liền bộc phát hào quang sáng ngời. Không biết quá bao lâu, đột nhiên nhiếp vân dừng lại. Cương nhu cùng tế, huyền ngọc chi kiếm đã không cần nhu kinh, vì cái gì không thi triển ám kinh. Bản thân huyền ngọc chắc chắn như vậy, cho dù rót toàn bộ ám kinh vào bên trong cũng không thể có gì xảy ra. Đôi mắt nhiếp vân lóe sáng dọa người, chương 259, một kiếm quyết định thượng một. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ám kinh trái ngược với minh kinh, thông qua vật chất truyền dẫn lực lượng đặc thù, loại lực lượng này không giống minh kính có thể đại khai đại hợp, âm nhu tàn nhẫn làm người ta khó lòng phòng bị, ví dụ như cử động đơn giản, bản thể yêu thú có lực phòng ngự rất mạnh, muốn đâm rách rất khó, ám kinh thì khác, một khi thi triển xong, chỉ sợ vẻ ngoài của yêu thú không có gì thay đổi nhưng nội tạng đã sớm bị đánh thành cho bụi. Xuyên thấu qua thân thể kích thương nội tạng, cách sơn đả nghiêu, đây chính là ám kinh. Ám kinh, đúng rồi, chính là ám kinh, dùng huyền ngọc chi kiếm truyền ám kinh, ân, có lẽ ta có thể làm được. Linh khí trên người nhiếp vân chấn động, hắn giống như người điên, trong tay cầm huyền ngọc chi kiếm sau đó vạch chém từng chiêu vào vách động, mỗi một chiêu va chạm với vách động nhưng không phát ra một chút âm thanh nào khác, dường như không mang theo chút huy lực nào. Đúng là như thế, phối hợp đại địa chi thế thử xem. Không biết trải qua bao lâu, nhiếp vân mở choàng mắt, hắn thở ra một hơi sau đó bay lên không trung. Huyền Ngọc Chi Kiếm run lên sau đó chém thẳng vào vách động. Hô, kiếm quang xẹt qua, vách động không có động tính gì, đôi mắt nhiếp vân càng ngày càng sáng. Phá, ngay sau đó vách động bóng loáng lại biến thành bột mịn, hơn nữa phạm vi lớn tới vài trăm mét, bụi mù bắn tung tóe Hấp thu ba mười hai viên linh thạch, chân khí càng thêm trầm trọng, lĩnh ngộ ám kinh, thực lực tăng nhiều. Hiện tại lực chiến đấu của ta nếu gặp ám dương thứ sát việt diệt đại trận cầu thích khách công hội, tuyệt đối có thể một kiếm đánh bại, cũng không cần chật vật như thế. Nhìn thấy mình hời hợt đánh nát nham thạch như thế, nhiếp phân cười. Ám kình phối hợp đại địa chi thế càng gia tăng thực lực của mình lên rất nhiều, giả sử hiện tại gặp lại âm dương thứ sát việt diệt đại trận cũng không cần sợ hãi. Hiện tại thời gian trôi qua hơn 2 ngày, chắc hẳn đám phong lang vương cũng sắp tới nơi này rồi, nên chuẩn bị một chút đi hoàng cung đế quốc giải quyết chuyện cũ. Cười nhạt một tiếng, nhiếp vân bước ra khỏi sơn động, bàn chân vừa bước ra ngoài lại cảm giác không khí chung quanh đông cứng, vài đạo khí thức mãnh liệt xông tới gần. Bốn đại trí tôn, đạt tới cấp bậc trí tôn, nếu như không tận lực áp chế bản thân mình cũng có thể sinh ra cảm nhận cường giả đồng cấp ở gần mình hiện tại nhiếp phân cảm giác bên ngoài sơn động có bốn đạo khí tức cực nóng đang bay nhanh nguyên khí chung quanh chấn động cứng lại giống như hình thành trận pháp giam cầm bao phủ bản thân mình cấm ba nguyên khí trận cảm nhận được linh khí chấn động khác thường nhiếp phân hơi chút yên lòng cấm ba nguyên khí trận là trận pháp phụ trợ thông thường tại đại lục phù thiên hiệu quả rất giống phong ấn nó có hiệu quả giam cầm tinh thần ý niệm và ngọc giản truyền tin làm cho không người nào có thể truyền tin tức ra bên ngoài, nó cũng không ảnh hưởng người bên tổng phát huy thực lực. Xem ra đối phương làm ra trận pháp này chính là không muốn mình truyền tin tức ra bên ngoài, ngược lại không sợ hãi thực lực của chính mình. Hô, trong nội tâm đang suy nghĩ thì bốn người đã bay tới đỉnh đầu và đáp xuống, hơn nữa còn vây hắn vào bên trong. Nhiếp vân, cảm nhận được khí thức của chúng ta nhưng ngươi không trốn đi, hiện tại còn muốn đi đã muộn rồi. Thấy thiếu niên không rời đi, phong dụ cười ha ha lên tiếng bọn họ lúc trước sợ nhiếp phân vừa cảm nhận khí thức của bọn họ sẽ lập tức bỏ chạy thục mạc vì thế nghĩ ra vài loại đối sách kết quả thiếu niên này không thèm động đậy hay chạy đi từ đó rất nhiều kế sách đã thất bại cho nên nội tâm rất khó chịu nhưng không trốn đi thì rất tốt cũng giảm rất nhiều phiền thoái a à, là đám bại tướng các ngươi nữa sao lần này tới đây làm gì muốn chết hay sao nhìn đám người chung quanh một vòng nhiếp phân cười nhạt một tiếng bốn người này đều là người quen phong dụ mạc ngạn thanh La Thiên Tường không cần phải nói, mấy ngày hôm trước mới đánh bại bọn chúng một lần, tông chủ Di Thiên Tông Di Hoàng Tôn giả chính là kẻ hãm hại hắn kiếp trước, hắn càng quen thuộc. Muốn chết? Ha ha, ta xem ngươi lấy đâu ra tin tưởng như vậy, đúng là đồ không biết sống chết trước mắt, thật sự quá buồn cười." Phong dụ cười lạnh và nói, "Không biết sống chết trước mắt, đúng là có kẻ không biết sống, chết trước mắt nhưng là ai thì không biết." Nhiếp phân khoanh tay trước ngực, tiểu tử miệng còn hôi sữa, sắp chết tới nơi còn không biết thật sự quá đáng buồn. Nói thiệt cho người biết, thực lực của mấy người chúng ta đã gia tăng gấp mấy lần lúc trước, càng không cần nói Di Hoàng Tông chủ lực trận cho chúng ta. Đúng rồi, người biết Di Hoàng Tôn giả là ai không? Là Tông chủ Di Thiên Tông, đệ nhất cường giả thần phong đế quốc. Ánh mắt La Thiên Tường tỏa ra hào quang sáng ngời, hắn tiến lên phía trước một bước. Thực lực Di Hoàng Tôn giả thiên hạ vô địch, ngoan ngoán quỳ xuống thừa nhận bản thân mình là súc sinh, tự nguyện để chúng ta hủy bỏ tu vi, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng, nếu không ta sẽ cho người biết chữ chết viết như thế nào. Lúc này Mạc Ngạn Thanh cũng xé bỏ gương mặt giả nhân giả nghĩa, gương mặt biến thành dữ tợn. Đạp lên thi thể kẻ khác thành tựu danh tiếng thiên tài tự nhiên không phải là người tốt lành gì. Ta vốn cho rằng đã giáo huấn qua một lần thì các ngươi sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ biết tiến thoái, hiện tại xem ra là suy nghĩ hảo huyền của ta thôi. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn của ba người Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ, La Thiên Tường, Nhiếp Vân lắc đầu kiếp trước bọn chúng đã từng ra hại bản thân mình, dựa theo đạo lý kiếp này giao thủ sẽ không hạ thủ lưu tình, chẳng qua khi đó cảm thấy kiếp trước bọn chúng bị di hoàng trí tôn bức bách nên đi sai đường, không nghĩ tới chó không sửa tính ăn cứt, vẫn ngựa quen. Đường cũ, được rồi, đột nhiên di hoàng tôn giả lên tiếng, hắn vừa lên tiếng làm những người khác câm miệng không dám nói thêm câu nào, lúc trước một chiêu đánh bại ba người mạc ngạn thanh liên thủ đã xác lập uy nghiêm vô thượng. Ngươi là nhiếp vân đúng không, hôm nay ta có thể không giết ngươi nhưng ngươi phải bảo sư phụ của ngươi giao đồ vật lấy được trong mộ lạc khúc ra đây. Di Hoàng Trí Tôn cười lạnh lên tiếng, hắn nhìn về phía nhiếp vân giống như nhìn thấy thịt cá nằm trên thớt, cũng chẳng khác gì đồ ăn có thể tùy thời có thể ăn. Mộ lạc khúc, phụ mẫu ta là ngươi biết sao? Nhiếp vân hít mắt lại và lên tiếng hỏi thăm, chương 260, một kiếm quyết định thượng hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mặc dù phụ mẫu ngươi không phải ta bắt nhưng ta biết đang ở đâu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta chỉ hủy tu vi của ngươi, không giết ngươi, nếu không chẳng những ngươi phải chết, phụ mẫu ngươi phải chết, tất cả người có quan hệ với ngươi như Lạc huynh thành, Thiết Lan nhi cũng phải chết. Di Hoàng chí tôn như đang nói một chuyện bình thường, ngữ khí đạm mạc không có gợn sóng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, Nhiếp phân hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Nếu các ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta ra tay độc ác. Hắn thét dài và đột nhiên ra tay, ngón tay thon dài của Nhiếp Vân điểm về phía trước năm ngón tay của hắn nắm chặt ra tay với la thiên tường đầu tiên la thiên tường là kẻ có thực lực thấp nhất trong đám người căn cứ phương pháp chiến đấu của hắn thì phải đối phó kẻ yếu nhất bằng không một khi bị thương nhỏ yếu cũng biến thành nguy hiểm lớn nhất của mình hư không biết sống chết phong lôi thân pháp thấy thiếu niên vừa động thủ đã ra tay đối phó mình trước trong mắt la thiên tường xuất hiện hào quang khinh miệt thân thể của hắn biến mất hắn bắt đầu khởi động phong lôi thân pháp sau đó có bốn thân ảnh xuất hiện bốn thân ảnh giống nhau như đúc tất cả đều bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay sinh ra lôi điện sáng ngời. Phong lôi thân pháp, chiêu số không tệ nhưng người tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Kiếp trước mình chiến đấu với gia hỏa này hắn đã có thể huyễn hóa thành tám huyễn thân, hiện tại chỉ có bốn, hiển nhiên không đạt tới thực lực kiếp trước, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình. Nương theo tiếng kêu gào, huyền ngọc chi kiếm trong tay nhiếp phân đột một xuất hiện trong lòng bàn tay, bàn tay run lên, đại lực đan điển phối hợp đại địa chi thế quét ngang một cái. Đối phó với gia hỏa có thực lực như vậy căn bản không cần thi triển ám kinh, cho dù là minh kinh cũng không phải đối phương có thể. Ngăn cản, làm càn, phong linh thiên dược đại pháp, nhìn thấy nhiếp vân một kiếm chém xuống mang theo tiếng giết phá không, phong dụ hét lớn một tiếng, hắn kích hoạt huyết mạch và toàn thân ma hóa. Đế quốc thập đại cổ mạch đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm cho nên không thể khinh thường, phong cổ huyết mạch phối hợp phong linh thiên dược đại pháp, từ đó có thể biến thân thành ma nhân cho nên không thể xem thường nếu hai người các ngươi đều tới thì xem chiêu này của ta. Đối mặt hai đại cao thủ đột nhiên bạo phát việt chiêu tấn công mình, nhiếp vân cũng không hoảng hốt khẩn trương, huyền ngọc chi kiếm chấn động liên tục sinh ra kiếm hoa, dường như huyền ngọc chi kiếm trong tay hắn chỉ trong nháy mắt biến thành năm thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không gì không phá. Bành, bành, huyền ngọc chi kiếm nặng nề giao thủ với hai đại cao thủ đang tấn công, đột nhiên trên không trung sinh ra tiếng nổ nặng nề. Vèo, vèo, hai tiếng nổ mạnh, phòng dụ và la thiên tường bị huyền ngọc chi kiếm đánh bay đi như đạn pháo, vào lúc này nện thẳng vào trong vách đá phía dưới, trên vách đá xuất hiện hai lỗ thủng to lớn. Hai đại cao thủ, cho dù đều luyện thành tuyệt học gia tộc, cho thực lực bạo tăng nhưng thực lực làm sao có thể tăng nhanh bằng nhiếp vân chứ? Dựa theo thực lực vốn có của bọn họ, cẩn thận củng cố nửa tháng có lẽ còn có thể đấu với nhiếp vân một trận, đáng tiếc hiện tại bị huyền ngọc chi kiếm ẩn chứa ám kinh đánh trọng thương, tâm mạch tan vỡ, cho dù chứa tốt cũng tàn phế. Đáng thương Phong dù một lòng nghĩ trợ giúp Phong ra càng ngày càng hưng thịnh, Phong cổ huyết mạch một lần nữa sinh ra hào quang sáng ngời hàng lâm nhân gian, đến cuối cùng chúng một kiếm của nhiếp vân và biến thành công dã tràng. Người phế Phong dụ và La Thiên Tường đều là cường giả trí tôn, thực lực mặc dù không bằng nhiếp vân nhưng ánh mắt không tệ, nhiếp vân một kiếm đánh hai đại cường giả nằm trên mặt đất mềm nhũn như bún, mặc ngạn thanh có mốc cũng biết nội tạng của hai người bọn họ bị chấn vỡ, khí hải sụp đổ không thể tu luyện một chiêu đã có thể đánh hai đại cao thủ đánh thành như vậy thư xê lực của nhiếp vân mạnh như thế nào hắn còn là người hay không đoạn thời gian trước mới chiến ngang tay với bản thân mình vài ngày không gặp có thể một đánh ba lại vài ngày không gặp đã có thể đánh hai người kia biến thành chó chết đây là tốc độ tu luyện thế nào buồn cười chính mình vẫn tự xưng là đệ nhất thiên tài so với nhiếp vân thì hắn chính là phế vật trốn biết rõ chính mình khẳng định không phải đối thủ Mạc Ngạn Thanh cũng không giả vờ ngớ ngẩn tiếp tục chiến đấu, hắn quay người bỏ. Chạy thật nhanh, muốn đi, đi được sao, lần trước Mạc Ngạn Thanh bị chính mình đả bại nên xoay người rời đi, lần này không thể thả hắn rời đi được, huyền ngọc chi kiếm run lên, một đạo kiếm khí mang theo hào quang tối tăm xuyên qua người Mạc Ngạn Thanh. Hỏng bét, Mạc Ngạn Thanh biết rõ kiếm khí ngay cả phong dụ không đỡ nổi thì bản thân của mình cũng không có khả năng cản nổi, hắn sốt ruột sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể vội vàng biến mất, Thân thể hắn trầm xuống sau đó trốn sau một vách núi dày 10 mét. Hắn cho rằng công kích của Nhiếp Vân cho dù có mạnh hơn nữa, phá tan nham thạch cũng sẽ giảm uy lực, đến lúc đó chính mình lại ra tay ngăn cản, lúc đó tính mạng không lo. Ám Kình, hắn suy nghĩ thế nào thì Nhiếp Vân không biết, Nhiếp Vân cười nhạt, Huyền Ngọc chi kiếm mang theo ám kình bộc phát trong nháy mắt. Nham thạch không thay đổi chút nào, lực lượng ám kình cường đại xuyên thấu qua người hắn trong nháy mắt, cũng đảo khắp toàn thân mạc ngạn thanh. Phốc sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Ngạn Thanh không có lực lượng ngăn cản công kích, nội tạng bị đánh vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Lúc trước hắn còn có thể chiến đấu với Nhiếp Vân, hiện tại Nhiếp Vân lĩnh ngộ ám kình, một chiêu đánh ra mang theo ám kình vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không nhìn phòng ngự, căn bản không. Phải thực lực của hắn hiện giờ có thể ngăn cản, tốt, tốt, không nghĩ tới ta vẫn xem thường ngươi. Từ khi Nhiếp Vân dùng một kiếm mang theo ám kình đánh La Thiên Tường, phong dụ rơi xuống đất tới khi đánh nát nội tạng Mạc Ngạn Thanh tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian một giây mà thôi, thậm chí Di Hoàng Chí Tôn còn chưa kịp giúp đỡ, chính mình mang ba người tới đã biến thành phế vật hoàn toàn, hắn tức giận đỏ mặt, trong ánh mắt mang theo sát ý đậm đặc. Xem thường, là ta xem thường ngươi, dám bắt phụ mẫu thân nhân của ta, ta sẽ làm cho Di Thiên Tông của ngươi chó gà không tha. Sau khi xử lý xong ba tên vướng víu, nhiếp vân hử lạnh lên tiếng. Chương 261, không đề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, Kiếp trước chính mình N thương độc mã Diệt Di Thiên Tông không thừa một cọng cỏ, kiếp này hắn còn dám tới đối phó chính mình, như vậy làm sao lưu hắn được chứ? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân thổi lại mọc lên. Nếu như mình muốn sống tốt thì chắc chắn phải hung ác với kẻ thù. Diệt Di Thiên Tông ta chó gà không tha, ta còn muốn lưu mạng chó của ngươi lại, hiện tại xem ra không thể lưu ngươi rồi. Hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay của Di Hoàng xuất hiện một thanh đại đao. Có thể đột một biến ra một thanh đao xem ra di hoàng trí tôn. Cũng giống nhiếp vân có đàn điền nạp vật, ai chết ai sống còn không nhất định, trên mặt nhiếp vân không vui không buồn, cũng không nhìn ra hắn có biểu lộ gì khác. Có thể đánh chết ba tên phế vật phong dụ, là thiên tường kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể vượt qua ta hay sao? Chê cười, nói cho người biết, ta giết chết bọn chúng dễ dàng như bóp chết con kiến. Di Hoàng Trí Tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn mang theo vui vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía nhiếp vân giống như nhìn thi thể đã chết tuy hắn nói chuyện rất khoa trương nhưng nhiếp vân biết rõ cũng không khoác lác kiếp trước mình giao thủ với hắn rồi người này không hổ là đệ nhất cường giả của thần phong đế quốc thực lực mạnh hơn xa những người khác cho dù thực lực của mình tinh tiến nhưng muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy như vậy động thủ đi nhiếp vân cũng không nói nhảm thập đại đan điền chuyển động giống như mãnh thú đang gào thét chân khí hùng hậu bao phủ khắp toàn thân từ đó hình thành khí lưu bên ngoài cơ thể của hắn ân thập đại đan điền người thậm chí có thập đại đan điền việc này không có khả năng. Toàn lực vận chuyển đan điền sẽ hình thành vòng xoáy hấp thu linh khí trên đỉnh đầu, thập đại đan điền của nhiếp vân toàn lực vận chuyển lập tức bị Di Hoàng Trí Tôn nhìn ra, cũng bởi vì nhìn ra điểm này cho nên Di Hoàng thét lớn, sắc mặt của hắn biến hóa đáng sợ. Mỗi người cũng biết huyết thống cao nhất của Hoàng Tộc Thượng. Phẩm cũng chỉ là thập đại đan điền, tại sao người này có được thập đại đan đi nề? Loại tình huống này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn. Kỳ thật nhiếp vân cố ý hiển lộ vòng xoáy linh khí, thư xê lực của đối phương không kém gì mình, muốn thắng được phải làm tâm thần của hắn đại loạn. Không có gì không có khả năng, người xuống đi cho ta. Thấy mình đạt được mục đích, nhiếp phân cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên phía trước, hắn lập tức vượt qua khoảng cách 10 mét tới trước mặt di hoàng trí tôn. Lúc hắn ra tay chẳng khác gì thuấn di, hắn dùng vô thượng bí thuật của hóa vân tông tại đại lục phù thiên hóa vân tông, xúc địa thành thốn. Mọi sự vạn vật đều có đặc tính, đại địa dưới chân chịu tải vạn vật cũng như thế, cái gọi là xúc địa thành thốn cũng không phải rút ngắn mặt đất lại, mà là xảo diệu mượn đặc tính của đại và lợi dụng khí tức chấn động của hai người bước qua khoảng cách 10 trượng mà thôi, cũng không giống như trong mắt người ngoài thật sự có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Ví dụ thực tế nhất, trong tay người cầm một vòng tròn, đặt một nhúm mật ong tại điểm 12 giờ, sau đó bắt con kiến đặt ở vị trí 6 giờ. Người sẽ phát hiện con kiến sẽ đi thẳng về phía điểm 12 giờ mà không phải dựa theo đường vẻ mà lại đi con đường gần nhất. Đại địa cũng có khoảng cách như vậy, trong mắt người thường khoa nha ơ cách của cả hai có thể là vài chục dặm, trong mắt của siêu cấp cường giả thì nó chỉ là một bước. Xúc địa thành thốn cũng lợi dụng nguyên lý như vậy, bởi vì thực lực của nhiếp vân quá yếu, từ đó cho dù hắn biết được bí pháp nhưng chỉ học được ra lông mà thôi, vừa sải bước chỉ vượt qua 10 mét.